Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe tiểu thuyết Một chiến sĩ của tác giả Nguyễn Đạt Thịnh. Chuyện được xuất bản năm 1949 bởi nhà xuất bản Tân Việt. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 1 Tao lợi mày cho tao ngủ một chút Cả đêm hôm qua tao phải đứng chỉ huy trận Bắc Sơn Tao buồn ngủ quá Quân chỉ ló đầu ra khỏi nóp Nói một câu giọng đầy ngái ngủ Rồi lại chui vào ngay Nghe tiếng thở đều đều của bạn Thành ái ngại Chàng với tay lấy thêm hai gắp đạn nữa lầm bầm Thôi cho nó ngủ Thành mới ra tới cửa Đầu nhổm dậy gọi giật lại hỏi Thành ơi Thế mày đi một mình à thành xốc xốc cây tiểu liên thinh trên tay dừng lại có chó nào đâu mà chả một mình đầu nhổm dậy với nón chụp vào đầu nó thôi đợi tao đi với là hai mình chứ để mày đi một mình tội nghiệp đâu có được mày sắp đi công tác đấy mày không biết à thế à khoái quá ha mấy hôm nay chém tre đạn gội trên ngàn mãi cũng chán phải cho tao bắn chứ tủ túng mãi thế nào được Bà buồn cái đầu nhô ra khỏi nóp Những cái mặt còn ngái ngủ Những cái miệng chưa xúc nhau nhau hỏi Tao có được đi không hở Thanh? Tao nữa, tao có được đi không? Thành xua tay Im cả, để tao nói cho mà nghe Hôm nay đi cả Không có thằng nào phải ở lại trong này nữa Chúng mình kích một chuyến xe lửa của tụi lùn ấy mà Những chiếc nóp bị đạp tung lên Những thanh niên trai trắng nhảy xuống Sướng quá, bắn đã tay Ồ, hôm nay tao phải cho cây mi của tao khạc thả cửa mới được. Tao phải đi chùi cây chê đơ mới được. Đầu đang lau súng sửa soạn đạn, cũng di lên vỗ về cây súng. Con ơi, hôm nay dáng nựng tụi lùn nhé. Một phát là một mạng nghe không? Thành quay lại bảo đầu. Mày làm như Thánh. Đầu bảnh miệng gật gật đầu có vẻ tự tin lắm. À, rồi mày coi. Cứ súng hiệu nổ là tao sung phong ngay. Một người khác xen vào Này đánh không có kỷ luật Về bị nạo thấu xương đấy Đầu chề môi Ôi bất quá cạo đầu chọc Ăn cơm lạt vài bữa chứ gì Cao cần Miễn là bắn cho đã tay là được Nhưng đổi nét mặt đứng đắn Đầu quay lại hỏi Thành Lực lượng của mình thế nào Bốn chục mút Mười lăm mi Hai mắc Hai chê đơ Không có tôm sông à Mày ngu quá tôm sông cũng kể như mi rồi nhưng có mấy cây sáu còn chín mi tin một người khác xen vào không biết hai cây chê đơ thằng nào bắn nhỉ nghe nói thằng nào ở đông khê xuống cơ đấy sao không để thằng quân bắn có hơn không nhỉ ờ nó bắn thì một viên một mạng trận nào mà nó giữ liên thinh thì vừa đánh vừa đùa cũng thắng thành làm vài hiểu biết mày ngu lắm trận nào chỉ anh em đánh thôi thì nó mới giữ liên thinh chứ trận này là liên quân nó đâu có ra trận sao vậy mày đối với anh em thì nó bình đẳng thế chứ theo sổ sách thì nó là trung đoàn phó cơ đấy trung đoàn phó cơ à ừ nó học ở hoàng phố về đấy hồi nãy mày nói trận này liên quân đánh à ừ có tụi võ quan mỹ nữa thế thằng quân hôm nay ở nhà ngủ à uổng quá nhỉ thôi cho nó ngủ Hôm qua nó kích ở Bắc Sơn Đáng lẽ hôm nay nó phải lòn cửa hậu để làm ăn với tao Vì tụi Nhật hay ala ve lắm Nhưng thôi Tao đi một mình cũng được Tao mang thêm hai gấp này nữa là 6 6, 4, 24 6, 2, 12 Nhân 2 là 14 Ồ oh, đủ chán Đánh một đám tàn quân mà dùng tới 144 viên đạn đủ chán Mày trận hậu có một mình à Tao sợ không nổi Mày đừng coi thường chúng nó giặc đường cùn là đáng sợ lắm một người khác xen vào hay mày gọi thằng quân dậy cho nó đi với cho chắc chắn đầu lại mở nóp chui đầu vào hát lớn bên tai quân quân nghe chăng cung kèn dạng đông đang uy linh lừng vang trên không đang thiết tha đầu thét lớn thêm thì một cái tát kêu giòn trên má chàng chui ra đầu lẩm bẩm thằng này cọc quá Chàng đưa tay lên xoa má còn hàn vết tay, suýt xoa. Cả bọn phì cười. Thằng Quân nó mở hàng cho mày thì mày may mắn lắm ạ. Gọi là phải biết. Thằng Đậu hôm nay nó vẻn ót 10 cái không sai một. Bực tức đầu lay Quân. Sao mày tát tao đau thế mày? Quân vẫn như cây gỗ, mặc cho bạn lắc. Đầu cào nhau. Mày không trọng thể diện tao tí nào cả. Quân chui đầu ra. Đây, Mày ta trả tao một cái rồi đi ra chỗ khác cho tao ngủ một tí. Đầu giơ tay thật cao, quân nhắm mắt nghiến răng chờ cái tát trời sáng. Nhưng bàn tay đầu chỉ đặt nhẹ trên má quân. Quân bừng mắt ra, đầu cười véo nhẹ vào má bạn. Thôi, tha cho mày. Quân lại chui vào nóp cào nhau. Đổ bú rồi, mình tưởng là tát mạnh lắm, thế mà cũng nhặng cả lên. Thành nói, quân ơi, Mày dậy đi với tao một chút cho nó chắc chắn Không cửa quậy Quân vẫn nằm co rút trong nóp Kệ xác mày Đầu can thiệp Mày đi với nó là phải quân ạ Quân không nói gì Cất tiếng thở đều đều Một người nói Thằng quân hay thật Nó nghe nói đi đánh mà không nôn Rồi nháy mọi người như dặn trước Đừng phản đối gì lời nói của mình Hay cu cậu sợ tụi luôn dưới chứ gì so ke ăn me chấm muối mọi người đồng reo lên sao ke nội đây có thằng so quân vẫn chẳng trả lời thành thương bạn giàn xếp thôi chúng mày để nó ngủ tội nghiệp hôm qua nó vất vả cả đêm rồi muốn cho các bạn quên việc đánh thức quân thành nói lảng sang việc khác tao đoạn hậu chỗ ấy gần lạng sơn đấy có đứa nào muốn nhắn nghe gì hay xin gì ở nhà khi lên tao công va lên cho Đầu ngừng lên bảo bạn Bao giờ mày về đoạn hậu ở Hà Nội Thì bảo tao Để tao nhờ mày công va dùng một ít đồ nhé Thành nhìn bạn thương hại Những thằng nhà ở Hà Nội thiệt thòi quá nhỉ Cả tháng mới có công va một lần Một người khác xen vào Thằng quân cả năm tao chẳng thấy nó nhận được món gì cả Hình như nó không có gia đình thì phải Ừ, ờ, nó không nhận được đồ tiếp tế bao giờ cả, nhưng không phải vì nó không có gia đình Thầy nó làm chức gì trong triều đình Huế cơ đấy Gia đình nó Quần ngọ Ngụy Thằng Thành mỏng môi thế Tao có thuê mày đâu mà mày lôi một sốc dây mơ dễ má ra như thế hả Đầu gọ xuống xuống đất Thế thầy mày là quan trong triều đình thật à Chợt một thiếu niên ở ngoài bước vào đứng ngay Ngước chào Có thư của ban chỉ huy Mọi người nhôn nhào Chắc là lệnh lộ quân đấy chứ gì đầu bóc thư ra đọc. Văn phòng tham mưu, giải phóng quân. Gửi giải phóng quân trung đoàn 4. Văn phòng tham mưu báo cho anh em biết, trừ anh quân và thành, tất cả đều phải sửa soạn lộ quân vào hồi 6 giờ sáng. Anh em sẽ dự lễ chào cờ ở tổng hành dinh. Chào quyết thắng, văn phòng tham mưu. Đầu xem đồng hồ. Ồ, còn sớm, mới 5 giờ 10. Người thiếu niên chào rồi quay ra. Thành gọi với theo. Này, chú bé ơi! Chờ người thiếu niên quay lại, Thành ngạt nghẽo cười nói tiếp. Hôm nay chú bé võ trang trông oai lắm. Người thiếu niên nghiêm trang. À, phải giữ thể diện với người ngoại quốc một tí chứ. Lát chú bé có dự trận không? Có chứ. Nhưng thôi, anh để tôi về sửa soạn. Trễ rồi. Thành cũng bảo mọi người. Thôi tao đi, vì tao phải kích xa hơn chúng mày. Đi sớm cho kịp. Tội nghiệp thằng Thành đường dài lẻ bạn Có lạnh thì cứ mơ vợ mày nhé Một người vỗ vai người mới nói câu ấy Này mùa này mà ăn cơm lạt thì buồn lắm mày ạ Đầu hô lớn Thôi sửa soạn lộ quân thì vừa Nhiều tiếng nhào nhào Phải đấy đi sớm một chút Thôi lên đường Đi hát lên bài xuất quân Ngày tiếng hát của các bạn đã xa, Quân lại nằm co rút lại định ngủ một giấc. 5 phút sau, khi chàng đang mơ màng thì chợt nghe tiếng gọi. Quân ơi Quân! Biết tiếng đầu, Quân cào nhào. Cũng mày nữa, gì thế thằng quỷ? Tao để cây tông sơm ở nhà cho mày đi nhé. Đây này, ở trên ván này này. Thôi, tao đi đi nhé. Mày ở nhà có bề gì thì súng đi nhé. Ờ, mày đi đi. Tao đi đây. Đậu vừa chạy được vài bước thì nghe tiếng quân gọi giật lại. đầu ơi đậu, lại tao nhờ một chút. Đậu quay lại. Mày nói gì thì nói mau đi, để tao đi không trễ rồi. Cây tông sông có mấy gắp đạn đấy, liệu có đủ bán không? Có ba gắp tất cả, mày liệu có đủ không? Nếu thiếu lại văn phòng tham mưu vay tạm. Thôi đủ rồi. Vậy tao đi nhé. Khoan, mấy giờ rồi mà mày nóng quá vậy? 5 giờ 45 Ừ thôi Mày nhét dùm tao khẩu tôm sông vào đây cả đạn dược nữa Đầu phì cười Mày thật đại lãn quá Ở nhà mà ngủ cho mập xác ra Đầu đút khẩu súng vào nắp chào bạn rồi giao hẹn Đấy, đếm xem Bà gắp đạn đầy nhé Gắp nào cũng đầy cả đấy Ừ, đủ rồi Mày đi đi Quần cò lại định ngủ nữa Nhưng chàng không tài nào nhắm mắt được Da thịt chàng chạm vào lòng súng thấy lạnh buốt. Chàng nghĩ đến Thành. Quân lò bạn sẽ thất bại trong nhiệm vụ. Chàng chép miệng. Thôi, dậy đi là hơn cả. Ngủ một tí lỡ ra thì ân hận cả đời. Chui ra khỏi nóc, quần ngáp dài rồi chàng kịp xúc miệng. Chàng vừa lấy súng đạn, chụp chiếc nón vào đầu thất thều ra khỏi cửa. Quần lầm bầm. Xuống kỳ lừa chắc gặp cu cậu. Ừ, Chắc chị ở kỳ lừa chứ còn ở đâu? Chàng nghe vang vẳng tiếng hát bài quốc ca từ tổng hành dinh đưa lại, quân đứng thẳng nghiêm trang cho đến khi tiếng hát dứt, chàng mới lại đi tiếp con đường tìm bạn. Quân đang gật gù đi, mắt nhắm lại vì buồn ngủ, chợt một tiếng thét lên, chàng bàng hoàng bừng mắt. Trước mặt chàng một người đàn bà run rẩy. "Còn Lợi Đại Vương?" Quân bật cười vang, chàng tự cười mình. Vì chàng cứ nhắm mắt lùi lũi đi Nên gần đụng vào người đàn bà đang chết khiếp vì y phục lôi thôi Vì khẩu súng của ở chàng Quân chưa biết nói thế nào Thì đã có một tiếng lanh lành từ trong bụi đưa ra Gì thế vũ ra Quân nghi ngờ Chàng tự hỏi Sáng sớm hai người này đi đâu Rồi nghi là thám tử của Nhật lọt vào do thám Chàng lên đạn chĩa súng vào bụi nạt Ai ở trong ấy Tôi ra cho tôi hỏi ông là ai mới được chứ tôi là người mạnh hơn cô tôi có vũ khí trong tay xin cô theo lời tôi một tiếng cười trong trèo quyền của kẻ mạnh nhất luôn là tốt nhất phải không ông quân vẫn nghiêm nghị mời cô ra tôi không nói đùa tôi cũng đâu dám nói đùa với ngài quân bực tức vì giọng bông đùa của người lạ mặt cô ra ngay cho tôi cần đi gấp là cây rẽ ra quân nhìn thiếu nữ ngạc nhiên thiếu nữ rất đẹp mối nghi ngờ của quân càng lớn chẳng nghiêm nghị cô đi đâu tôi đi đâu ông hỏi làm gì xin cô trả lời tử tế tôi có quyền bắt hay bắn cô tôi làm gì mà ông bắn tôi mà ông làm chức vụ gì mới được chứ tôi giải phóng quân vâng thế tôi xin trả lời ông rằng tôi đi chơi núi Tôi không có quyền ngăn cô Nhưng vì bí mật quân sự Tôi xin cô không được ra khỏi chỗ này Trước khi xe lửa qua đây Tại sao vậy ông Cô không thể biết Nhưng xin cô đi sâu vào phía trong kia Tôi muốn đi đâu mặc tôi chứ Ồ Cô bướng bỉnh một cách vô lý quá Chợt quân lắng tai nghe À tiếng xe lửa Tôi yêu cầu cô núp xuống Việc gì tôi phải núp Nếu cô không nghe lời tôi tôi sẽ bắn cô nhìn nét mặt sắt đá với lời nói quả quyết thiếu nữ đành ngồi xuống núp giao tảng đá ông uy hiếp tôi quá không trả lời quân ngồi xuống cây súng lên một hòn đá thủ thế chuyển xe lửa rầm rộ kéo một dậy toa đi trên đường sắt chở cho toa chót đá khuất quân bảo thiếu nữ bây giờ cô có thể về được rồi nhưng nếu tôi chưa muốn về tôi còn muốn đi chơi nữa Quân nhìn nàng bằng cặp mắt trách móc Rồi chàng dịu dàng bảo Sao cô quái dị thế Nhưng thôi tôi cho cô biết rằng Ở đây sắp xảy ra một cuộc huyết chiến Một cuộc huyết chiến Vâng cô về đi Cảm ơn ông nhé Tôi không dám trái lời ông Quay ra thiếu nữ nói với vú già Thôi về đi vú Vâng cô làm con sợ hết hồn U sợ gì? còn sợ cái nhà ông này ông ấy làm gì mà u sợ ông ấy ăn mặc lôi thôi lốc thốc lại cầm súng lại vừa đi vừa ngủ nhật là trông vào mắt ông ấy khiêm khiếp lạ cô có thấy không không tôi lại thấy mắt ông ấy dịu dàng lắm chả sao cả quân thấy vui vui chàng hỏi mắt tôi cô thấy thế nào sáng nhưng dịu lắm quân nhìn thiếu nữ Hai tia mắt gặp nhau Họ ngượng nghịu cúi xuống Chợt một tiếng nổ dữ dội từ xa đưa lại Quân buồn giàu bảo thiếu nữ Thôi cô về đi Xe lửa bị trúng mìn rồi Các đồng đội tôi đang đánh đây Thế sao ông lại ở đây Tôi chặn đường rút lui của quân địch Mà kìa cô về đi chứ Chỗ này 15 phút nữa không êm đâu Vâng tôi về Thiếu nữ quay về với người vú già Quân tần ngẩn trông theo Chàng nhìn mãi cái lưng eo của người thiếu nữ Đẹp quá Ngay lúc ấy Thiếu nữ cũng ngó lại Nàng sung sướng thấy quân vẫn đứng ngó mình Thấy thiếu nữ ngó lại Quân đưa súng vẫy Thiếu nữ cũng lấy khăn tay vẫy lại Chợt quân sực nhớ Chàng hấp tấp chạy theo thiếu nữ Thiếu nữ ngừng lại Quân hồn hển hỏi nàng Tên cô là gì nhỉ Hỏi xong quân lại thấy bẽn lẽn thiều nữ cuối mặt khẽ đáp em tên là kim cúc quân nói mau cảm ơn kim cúc nhé từng loạt liên thinh kéo chàng ra khỏi mơ mộng quân chạy về chỗ núp mười phút sau chàng đưa ống dòm lên ngó thấy nhiều bóng người lú nhú chạy lại quân xoay mình ngồi lại cho thuận tiện bắn đưa ống nhòm lên chàng đếm mười sáu mười bảy mười tám mười tám mạng cả thầy chúng còn xa lắm. 200 thước nữa. 18 tên Nhật chạy hớt hơ hớt hải, có biết đâu rằng cạnh chúng có một họng súng đang sẵn sàng nhả đạn. 80 thước nữa. 50 thước. 30 thước. Vẫn không có động tĩnh gì. Nhờ đã đánh nhiều trận nên quân rất bình tĩnh. Còn 20 thước nữa. Rồi 15 thước, 10 thước. Quân nghiến răng nhả đạn, Cây súng máy sau một phút đã nhả hết hai phần ba đạn. Kết quả mạng sống của 15 tên Nhật. Ba tên còn lại khôn khéo núp xuống. Rồi ba cây súng trương hướng về phía quân nhả đạn. Quân cười khinh bỉ. Lũ lù này thật ngu. Năm năm trời đánh giặc mà vẫn không có lấy một chút kinh nghiệm. Ba thằng núp một ổ. Quân đeo súng vào vai rút lựu đạn ra, bỏ lại phía giặc. Ba khẩu súng vẫn đều đều nhả đạn về phía chàng đứng khi nãy. Quân đã vòng ra sau họ. Chàng sợ hãi khi thấy Thành từ đằng xa chạy lại. Cây tiểu liên thinh trên tay chàng nhà đạn từng hồi ba viên một. Khi nãy núp xa, Thành đã thấy 18 tên địch chạy lại. Chàng hờm sẵn, chợt thấy súng nổ ở đằng trước, cách chàng chừng năm chục thước. Biết là quân đã đón ở trước chàng, lò bạn không thành công vội chạy lại. Đến gần, Thành không nghe tiếng tôm sông nổ, nên là bạn bị thương lắm. Chàng nhắm chỗ súng nhật đang nhả đạn bắn vào, Quân chỉ còn cách bọn Nhật chừng 10 thước Nhưng chàng không dám tiến nữa Vì cây tiểu liên thinh của bạn nhà đạn về phía chàng giết quá Chờ lúc đạn hở bay Quân đứng thẳng hẳn lên chạy tới Chàng vừa tung một trái lựu đạn vào đích Thì một loạt tiểu liên thinh nổ Hoàng hốt Quân nhảy ngay xuống một cái hố Hòn đá nhỏ dưới chân chàng chợt đi Làm cho chàng ngã va đầu vào thành đá Quân rú lên và ngất đi Thành sau một loạt liên thinh nữa Không thấy súng nhật bắn trả Cẩn thận Chàng thay gắp đạn đầy vào rồi giòn rén bỏ lại Chàng nhảy ra Thấy xác của ba người Nhật gục trên võ khí của họ Lật đi lật lại Thanh lầm bầm Chúng không chết bởi đạn liên thinh Xem xét kỹ chàng lầm bầm Quái Mảnh liệu đạn ghim vào ngực tên này À thôi phải rồi Không nói hết câu Thành nhặt súng men đi tìm bạn Chàng thổi còi theo điệu hướng đạo sinh thường dùng để gọi nhau cũng không thấy tiếng trả lời quân ơi quân thành trở để ý thấy trên cỏ có vết giày đinh chàng men theo đến chỗ quân đứng lên để tung liệu đạn thành lượm được khẩu tôm sông chàng hốt hoảng cất tiếng gọi quân ơi quân nhìn khẩu súng chàng thấy đúng là vũ khí bạn thường xài lo lắng thành tự nhủ quân đã bỏ mạng rồi chăng nghĩ đến quân có thể chết thành thương bạn quá Hốt hoảng chàng gọi to Quân ơi! Thành đây! Quân ơi! Thành đi men theo Nhìn xuống hố tối Chàng thấy một tay người đưa lên Quân ơi! Quân ơi! Mày có ở dưới ấy không hả quân? Nghị vơ vẩn chàng la lớn Tay ai thế này? Nói mau! Không tôi bắn bây giờ! Ai? Không một tiếng đáp Thành thương bạn quá nhảy xuống Đèn bấm chiếu vào. Thành hét lên tường trưng ngất đi. Chàng thấy mặt quân máu đen bầm. Quanh mình chàng một con rắn lớn quấn chặt. Thành không dám bắn rắn sợ chúng bạn. Chàng loay hoay sau tình bạn quá nặng. Thành liều lĩnh dốc bạn lên vai. Nhảy lên khỏi hố. Ra chàng chạm phải mình rắn. Chàng cảm như chạm phải tử thần. Đặt bạn xuống cỏ. Thành rút dao găm đâm vào mình rắn. Đầu con rắn ngóc đầu ra. Nhanh nhẹn chàng dí súng vào miệng nó. Vô tình con vật mổ ngay vào họng súng cắn chặt lại. Một tiếng nổ, con rắn bị đạn xuyên từ họng xuống qua óc. Thành định cúi xuống để gỡ xác rắn ra, thì nhiều tiếng nổ vang lên, đạn bay qua đầu chàng véo véo. May mắn không một viên đạn nào trúng chàng. Thành vội ôm cây tiểu liên thinh lên dìa quanh chàng. Cứ ba viên một, chàng bắn từ chập và làm chủ tình thế. Nhưng kẻ đương đầu với chàng là ai chàng không biết. Thành lo lắng vì chàng chỉ còn hai gắp đạn. Vội vã chàng xốc bạn lên vai co giò chạy. Nhiều tiếng nổ lại vang lên. Quân rên gì? Thành ơi, tao trúng đạn rồi. Bàng hoàng về tiếng trúng đạn rồi. Thành đặt bạn xuống. Mệt quá chàng cũng quỵ xuống. Một toàn lính nhật trên hai chục người ùa ra. Thành rít lên đưa liên thinh bắn nguyên một loạt hết một gắp. Tuy vài người ngã, nhưng bọn lính nhật như hùm beo Vẫn sấn sổ tiến tới Nhăn nhó Quân ngước lên thấy toàn lính nhật đều đã gắn lưỡi lê vào súng Chàng dùng mình tưởng như Ngực chàng đã bị lưỡi lê sát bén kia đâm suốt Bọn nhật còn cách chàng chừng năm thước Quân nở một nụ cười Rồi liều lĩnh Chàng nhấc tôm sông lên liêu một loạt Tuy chàng đã bị thương Nhưng súng vẫn không kém linh hoạt Như những thân chuối Bọn lính nhật thì nhau ngã Thành đã tỉnh lại Chàng thay gắp đạn mới định bắn thì quân giơ tay cản. Chàng chỉ cho bạn về phía trước. Thành đặt ống giòm lên thì thấy lố nhố nhiều lính nhật chạy lại. Một viên đạn bay qua vai Thành. Chàng biết rằng viên đạn ấy từ hóc đá quân ngã lúc nãy bay ra. Hồi nãy anh bắn còn sót mấy mạng cả thầy. Bốn, chúng nó nhanh quá, nhảy xuống hố kịp. Nó ở cả dưới hố ấy, ư. Nếu vậy dễ lắm. Anh định ném lựu đạn à? Không, Chúng chia rời rạc nhau ra Những thằng này khốn lắm Nhưng được Thành rút trong mình ra một quả lựu đạn Không hiểu bạn định làm gì Quân khẽ ngăn Đừng ném, phí đi Thành mỉm cười Một viên đạn bay trên mỏm đá chàng núp Anh bắn một loạt đi cho chúng nó sợ Quân lết ra nhắm Thành kéo áo bạn Không, anh chỉ cần bắn thiên địa cho chúng sợ thôi Quân lìa vào bụi rậm mấy viên đạn Rồi quay lại nhìn bạn tỏ ý không hiểu Thành đã rút một sợi dây buộc vào cán quả lựu đạn Rồi cắn cho hai sợi thép dính lại Chàng rút gần hết chỉ Còn để hờ gài vào một khe đá Đầu dây kia buộc vào một sợi dễ bỏ qua đường Quân hỏi bạn Rút lui à? Ừ, chứ mình không đủ đạn để đối chọi với chúng nó Và ta đã biết sức lắm rồi Mày định thế nào? Ừ, nhưng chúng tôi đích rồi kìa Mày chặn chúng lại đi Nhưng rồi tao cũng không chạy nổi Tao bị trúng đạn vào đùi đau quá Mày cứ chặn chúng lại đi Tao đã có cách xử trí Toàn lính nhật từ xa chạy tới Còn cách chỗ quần núp chừng 20 thước Thì một tên ở trong bụi sổ ra Giờ tay báo cho chúng ngưng lại Nhưng chúng chưa đủ thì giờ tìm chỗ núp Thì những viên đạn quái quỷ từ tay quân đã tìm đến thăm tim chúng Thành thốt khen bạn mày bán hay quá nhưng tao chỉ còn có thể một gắp đạn thôi đấy nhé ừ đủ chán chờ khi bọn nhật đã núp hết nghĩa là khi mà quân không còn lập chiến công được nữa thành mới tung ra một quả lựu đạn khói lính nhật bị khói ho rũ rượi nước mắt trào ra dàn rụa không để lỡ một sao thành xốc bạn lên vai cắm cổ chạy chàng quanh vào những đường mòn khúc khuỷu đặt quân xuống chàng thở khoan khoái một tiếng nổ từ xa đưa lại Quân nhìn bạn cười Cây bẫy của mày đã sập dưới đây Thành nhỉ Mày khủ khở thế mà khá Thành đắc chí Ít nhất cũng 10 mạng Bây giờ quay lại hở Thành Thành lắc đầu chán nản Quay lại thế nào được Chúng còn đông lắm Và lại từ đây về đến tổng hành dinh Đường êm Tao đi cũng không nổi Bệt lắm rồi từ nãy đến giờ quân vẫn vô ý không biết mình ở đâu. Chàng ngơ ngác nhìn cây cối um tùm hỏi bạn. Đây là đâu mày nhỉ? Tao cũng không biết, nhưng xa lắm thì phải. Tao đói quá. Thành nghe bạn kêu đói mới rực nhớ đến vết thương của bạn. Ừ chết, tao cũng quên bẵng là mày bị thương. Thôi, chúng mình tìm chỗ trọ rửa vết thương rồi ăn uống. Ai dám cho mình trọ? Mà ở đây sao không có bóng nhà cửa nào cả nhỉ Coi chừng Thành Quân nhập thiên thai thì khốn đấy Thành phỉ cười Ờ nhỉ Giá mà từ nãy đến giờ chúng mình lạc vào thiên thai Thì ở dưới trần đã mấy tháng rồi đấy nhé Nếu thế thì quay về đi Vì về đến nơi là vừa độc lập Thành bảo bạn Thôi Mày chịu khó ngồi đây mơ cái mộng độc lập thần thoại của mày Để tao đi làm cái việc này thực tế một tí vừa nói thành vừa vỗ bụng quân lo lắng thế mày đi một mình à chả lẽ lại kiệu mày trên lưng mà lang thang lốc thốc ừ thôi mày đi nhưng đừng đi xa lỡ có bề gì ai tiếp cứu mày thành nhìn bạn cảm động chàng tát nhẹ vào má quân khỉ vừa vừa chứ đi cậu cái thần quẻ quạt không lo lại lo cho người ta đi được mấy bước thành lại dặn với lại đừng có đi đâu nhé, cứ ngồi đấy. Có nói dại, có thế nào thì mày cứ bắn hết gáp đạn ấy là tao về. Ờ, đi đi, đói lắm rồi. Có gặp suối thì múc cho tao ít nước, khát bỏng cả cổ họng. Thành dạy lá tìm lối đi. Vơ vẩn đã đến một giờ đồng hồ mà không thấy bóng căn nhà nào cả. Chàng chép miệng. Hay là lạc lên thiên thai thật mất rồi chăng? À phải, leo lên ngọn cây cao này mình có thể quan sát được tất cả vùng này Thành thoăn thoát leo lên Đứng trên ngọn cây Chàng lắc đầu tuyệt vọng Đi cũng dở mà về cũng tội Leo xuống Chàng men đường về chỗ cũ Thành ngạc nhiên khi thấy trước mặt bạn Một ông giả thủ đang sợ hãi nói lia lịa. Lời ông Ông đừng bán tôi Tôi là một người nông phu Tôi vẫn kính trọng các ông Lâu lâu tôi vẫn giúp các ông băng qua rừng núi Lời ông Tôi không làm gì Quân chẳng hiểu ông già nói gì Vì chàng không biết tiếng thổ Nhưng họng súng chàng vẫn chĩa vào ngực ông Làm cho ông càng run rẩy. Thành vội can thiệp Chàng dùng tiếng thổ hỏi ông già Ông đi đâu đây? Tôi đang đi kiếm củi Thì ông này thấy tôi Ông ấy núp dưới tảng đá này đợi tôi đi đến Bắt tôi giơ tay lên trời Ông ở đâu mà lần mò vào tận đây kiếm củi? Tôi ở bản Tam Thanh Mừng rỡ thành chụp hỏi bản tam thanh hở ông ở bản tam thanh vâng tôi ở bản tam thanh ông có biết cụ án dâu ở đấy không cụ không có ở đấy có biệt thự của cụ thôi cụ thường ở lạng sơn cơ mấy hôm nay có con gái cụ về ở bản tam thanh có xa đấy không hở ông thưa không xa lắm chừng năm cây số mấy thôi Thành nhìn ông già như để dò xét rồi chẳng nói bằng giọng đe dọa ông biết chúng tôi là ai không ông già bình tĩnh cười ngay thẳng sao lại không ông này là ông quân trung đoàn phó giải phóng quân việt nam nghi ngờ thành đưa dùng lên hỏi sao ông biết biết ông quân ấy à ồ có người thổ nào lạ gì ông ấy hôm nọ có một người việt nam lại bản diễn thuyết cho chúng tôi xem hình và bảo rằng ông ấy mới du học ngoại quốc về đã tin lời ông lão Thành nói thật sự tình Bây giờ ông Quân bị thương và đói lắm Vậy ông dẫn chúng tôi về bản có tiện không? Ông nghĩ sao? Sao lại không tiện? Bản chúng tôi ai nấy phục tài ông Quân lắm Và lại nhà tôi rộng lắm Ông có thể ở À không, cảm ơn ông Chúng tôi ở biệt thự của cụ án Ông có quen cụ án à? Ồ, kìa, kìa Ông xem, ông xem Người thổ lưu lưỡi chỉ quân thành vội quay lại thì mặt quân xám ngắt miệng ứa máu gục xuống cả hai người hốt hoảng đỡ chàng dậy thành lo lắng bạn tôi làm sao thế này trời ơi hồi nãy đâu có thế ông nói ông quân bị thương phải không vâng nhưng bị thương dưới đùi thôi có việc gì đâu khi nãy bạn tôi còn bắn chết được mười mấy thằng nhật cơ mà xót xa thành vạch đùi bạn ra xem vết thương máu bầm rộng không sao mà đạn chỉ qua thịt thôi vậy mà bạn tôi làm sao thế này trời ơi tẩy nó lạnh đi rồi quân ơi quân mày chết ư đừng đừng bỏ tao nửa đường tranh đâu ông già thổ la lên ồ đây nữa này ở vai nhiều máu đen quá này thành mếu máu đâu ông trời ơi có lẽ nó bị trúng đạn vào vai rồi không biết có gãy xương không hồi nãy tại tôi vô ý quá phải chi tôi vừa cõng nó vừa giật lùi thì đâu đến nỗi nó bị trúng hai viên đạn ngặt nghèo này nhưng vài quân sưng to bằng cái chén ông già bảo thành không phải trúng đạn ông quân bị rán cắn đấy mà ồ phải rồi trời ơi sao tôi sẩn ngốc thế không biết đem xác nó lên mà tôi không xem nó có bị rán cắn không già tôi coi ngay từ lúc ấy thì đâu đến nỗi nó thiệt mạng đau đớn như thế này ông già buồn rầu an ủi Thôi, cũng là cái số kiếp ông quân vất vả thế, ông cũng đừng buồn nữa. Thành ấm ức. Không, giả nó chết một cách nào anh liệt hơn thì tôi không buồn gì cả. Trời độc địa hại nó, hại tôi. Nó đánh cả trăm trận anh dũng mà đến nỗi nào đâu. Trời ơi, sao trời ác quá thế. Thôi quân ơi, từ đây nguồn vui của trại cũng theo mày mà đi mất. Quân ơi, mày có biết rằng mày chết thì tất cả giải phóng quân đều buồn không? Chúng nó sẽ ủ rũ để tang mày. Tao, tao còn bao giờ cười được nữa hở quân? Giữa lúc ấy quân từ từ hé mắt. Thành rú lên, chẳng lay ông già. Ông ơi, bạn tôi còn sống. Làm thế nào bây giờ hở ông? Nó hãy còn sống. Chàng lại cúi xuống lay quân. Quân ơi, mở mắt ra. Mày mở mắt ra cho tao mừng. Quân ơi, Sống ở lại chiến đấu với anh em nhé Quân nhé Quân yếu đuối gật đầu Thành cuống quýt Mày bằng lòng rồi đây nhé Mày bằng lòng sống rồi đây nhé Mày hứa với tao là mày sống Mày mà sai lời hứa thì tao giận đây Chàng lại quay ra ông già Ông ơi Nó bằng lòng sống ở với chúng tôi rồi Giải phóng quân Việt Nam sẽ không mất một người bạn rồi Ông ơi Tôi mừng quá Làm sao bây giờ hở ông Ông già vẫn bình tĩnh Khiêng ông quân về bàn Rồi mấy thầy mo lại chữa cho ông Phải rồi Tôi khiêng ngay bây giờ Ông dẫn tôi đi nghe ông Thành vừa lấy hai khẩu súng đeo vào vai Rồi xốc bạn lên lưng Đi mau đi ông Không dọc đường tôi sợ nó chết mất Ông già thổ vội cắm đầu chạy trước Thành nhanh như con vượn chạy sát lưng ông Chàng luôn miệng rục Đi mau đi ông Nó mà chết ở dọc đường thì tôi bán ông à nhưng sức người chỉ có hạn nên sau bao nhiêu gian lao vất vả tuy lòng thương bạn có làm cho quên sự mệt nhọc thành cũng lịm đi sau một cái vấp ông già thổ lính quính lay gọi ông ơi ông ơi rồi ông lúng túng than một mình trời ơi biết khiêng ai bỏ ai bây giờ ở đây ông lại dáng lay gọi quân ông quân ơi ông quân mau tỉnh lại một người phải đi bộ còn tôi cõng một người mới được chứ Hả ông? Tỉnh dậy đi ông. Ông nói với người mê như nói chuyện thật. Nhưng quân vẫn nhắm nghiền mắt như lãnh đạm cả với sự lo sợ của ông. Ông giả thù lại quay sang thành. Ông nâng chàng ngồi dậy, rồi ghé vào tay chàng. Ông bồ bồ nói. Ông ơi, tôi gọi ông quân, ông ấy không dậy, thì ông chịu khó dậy vậy. Dậy mau còn đi chứ. Từ đây về bản còn xa mà đã chiều rồi. Mày sao thành mệt nhọc hé mở mắt ra, chàng đang ngơ ngác thì ông già thổ đã nói dậy đi thôi ông ạ à, còn phải khiêng ông quân về bàn chứ tuy cảm thấy thân thể bài hoài không muốn cử động nhưng nghe tên quân thành vội choàng dậy chàng đưa lưng cho ông già ông đặt nó lên lưng giùm tôi trời ơi té một cái muốn gãy xương ông già thổ ái ngại ông tốt với bạn quá nhưng ông để tôi cõng giúp cho ông mệt lắm rồi Giáng đi từ đây về đến bản rồi nghỉ thành cảm động cảm ơn ông nhé quả tôi đuôi lắm rồi từ đây về tới bản còn xa không ông ông già thổi nhìn chàng ngại ngùng nhưng ông cũng nói xuôi gần đến rồi ông cố đi một tí rồi tha hồ mà nghỉ đi một quãng thành lại hỏi gần đến chưa ông trời ơi tai tôi ủ quá mặt tôi hoa cả lên Tôi chẳng nghe thấy gì, trông thấy gì cả. Ông có đói không? Tôi đưa cơm nếp cho ăn. Thôi, đi mau đi ông ạ. À. Ăn uống cảnh càng sợ nó chết mất. Người nó còn nóng không ông? Thành sợ chán quân. Ồ, còn nóng. Đi gấp lên ông. May ra còn kịp. Vâng, nhưng phải đi mau lên chứ. Tôi mắc đợi ông nên không dám đi mau đây. Cảm ơn ông. Quả thật tôi đuối lắm rồi ông ạ. À dáng đi một thôi đường nữa thôi Kìa Ông không thấy mái nhà Sam xám, xám kìa Ấy là trời canh đấy Nhưng Thành không dáng được nữa Chàng lào đảo rồi ngã rúi vào một bụi gai Ông già thổ vội cúi xuống đỡ chàng Thành nói thiểu não Ông ơi Tôi đi không nổi nữa Dáng đi một tí Còn chừng một trăm thước nữa thôi Một thước tôi cũng chịu Tôi kiệt sức quá mất rồi Thôi ông vịn vào tôi mà đi vậy cổ lên một tí chứ Còn phải mời thầy chữa thuốc cho ông quân Tiếng quân như một câu thần chú linh nghiệm Làm thành tưởng như không còn đủ sức nhấc chân lên Cũng cố gượng đứng dậy Trang thờ hồn hền Nó còn nóng không ông Sao ông cứ lo cho ông quân mãi thế Ông phải lo cho ông đi đã Ồ Tôi mà ăn thua gì Mạng của nó là quý Là cần cho dân tộc Thế mạng ông không cần cho dân tộc sao Ông cũng là một chiến sĩ Thành không trả lời Chàng ngừng lại đưa ông giảm lên mắt Chợt chàng quay vào bảo ông già Thời hỏng rồi ông ạ à, Ông núp vào đi Có hai người đi lại đây Nói xong chàng lên đạn nghiến răng lầm bầm Sổ kịp thật quái dị Đã sát bên một cái chết Còn gặp một cái chết khác Cũng liều Ông già thổ nhìn chàng ngơ ngác làm sao ông biết có hai người đang đi lại đây Tôi ngó thấy họ Lấy tay che ánh mặt trời Ông già kiễng chân dò mãi rồi bật cười Ông hoa mắt rồi đấy Bóng cây tre đấy mà Thành cũng phỉ cười Ông lấy cái đen đen Ở trước ngực ông quân để lên mắt làm kính Mà ngó mới thấy Nghì hoặc ông già thủ làm theo lời chàng Ông ngó mãi Đâu? Đâu nào? Ờ ừ. Ừ, phải rồi. Bé bằng tí tẹo nhỉ? Thành vạn lại ống giòm rồi bảo ông. Ông giòm lại xem có bé tí nữa không nào? Ông già thổ lại đưa ống giảm lên mắt. Ông cười khoan khoái. Ừ, thấy rõ rồi. Gần lắm. Nhưng đừng bắn. Hai người trai ở trong bàn đấy mà. Thành mừng khỏi phải đánh một trận vô ích. Hỏi gặng. Ông chắc chắn là hai người trai trong bàn không? Coi chừng tự nhật thì nguy đấy. Ồ, bản tôi không có một thằng Nhật nào. Ông đừng sợ, mà hai người này có lẽ là con cụ trùm bản đấy. Mỗi ngày cứ giờ này họ lại đi tham ruộng. Nếu vậy thì may lắm nhỉ. Vâng, nhưng nếu chỉ có hai tên Nhật thì không đáng sợ gì lắm. Phải, hai tên thì không đáng sợ. Nhưng ông ơi, tôi ngã mất. Trời ơi, choáng váng quá. Mặt hoa lên không thấy gì nữa cả. Thành loạn trọng vịn vai ông già rồi khịu hẳn xuống. Luống cuống, ông già cùi xuống lay Thành. Ông ơi, dậy đi, dáng một tí, sắp tới rồi. Tới thì tao hô ma nghỉ. Thành lờ đờ nhìn lên, rồi chàng cất giọng run run. Thôi ông ơi, tôi kiệt lắm rồi. Ông đem bạn tôi về bàn chữa thuốc đi. Mặc tôi nằm đây, lát tôi bớt mệt rồi tôi sẽ đi. Ông già ngại ngùng không được đâu ông ạ à. rồi đặt quân xuống bãi cỏ ông già thổ nắn bắp cho thành chàng nắm tay ông cảm động ông ơi tôi đã năn nỉ ông tôi đã cầu khẩn ông ông hãy cứu lấy mạng bạn tôi ông đừng nói gì để tôi nắn bắp chuối cho một chút là đi được ngay không ông ơi tôi không mỏi nhưng tôi mệt lắm tôi mệt quá mất rồi Thành nhìn ông giả thù bằng cặp mắt van lơn Ông ơi Cứu lấy bạn tôi Ông giả thù ngần ngừ Thành biết rằng ông chẳng đủ can đảm Mà rớt chàng đi như thế Thành gắng gượng trông sung xuống đất đứng lên Chàng cố cười Nào ta đi Ông bóp khéo quá Tôi có thể đi được rồi Nhưng chàng chỉ có thể nói Chứ đến chừng bước được mấy bước Chàng thấy bảng hoàng rồi ngã khuỵu xuống lần nữa ông già thổ nhìn thành ái ngại lúc ấy hai người trai tráng cũng chỉ còn cách ông chừng hai mươi thước ông vội vàng kêu lên hai anh ơi lại đây lại đây mau có người bị nạn hai người thanh niên chạy vội lại thấy quân nằm trên vai ông la lên trời ơi cánh tay người này sao sưng to thế bị rắn cắn đấy mà ông già thổ xem lại thì tay quân sưng phù bằng bắp chân ông lo lắng bảo ông này bị rán cắn ông gặp họ ở đâu mà họ là ai quen ông hay không họ đều là giải phóng quân việt nam cả đấy tôi gặp họ trong rừng ông bị rán cắn là ông quân ồ may mắn quá nhỉ chúng ta được gặp những người tài cán này nhưng sợ ông ấy không thoát chết ông đưa tôi cõng ông ấy về bản chứ ông già yếu thế đi bao giờ mới tới ông già thù chỉ thành còn ông này nữa Người thứ hai tình nguyện ngay Để tôi cõng ông ấy Ông già thổ mừng rỡ Thế thì may mắn quá Thôi ta lên đường ngay cho kịp Đem họ về nhà việc nhé Không Nhà họ ở ấp cụ án đấy Ồ họ là con nhà giàu Mà chịu cực quá nhỉ Ba người đi băng băng Một lát họ ngừng trước Một tòa dinh thự chung quanh có vườn bát ngát ông già vừa gõ cổng vừa gọi có ai ở trong ấy ra mở cửa mau không thấy ai trả lời ông già càng nóng này đập mạnh vào cửa có ai ở trong ấy ra mở cửa một ông lão còn quắc thước cầm gậy bước ra với hai con chó ai chúng tôi các ông là ai mở cửa mau có ông quân bị thương đi này chúng tôi không quen biết với ai tên quân cả Ông già thù bực tức Nếu thật ông không quen Chúng tôi sẽ đem hai người bị thương này về nhà việc của bản nhé Thôi Ông chịu khó đợi tôi một tí Tôi vào hỏi cô tôi Vâng, mau đi Người ta bị thương nặng lắm Một khắc sau Một thiếu nữ tóc vấn trần Tay cầm súng sáo đi ra Mở cổng ra lão bộc Cánh cổng Sau tiếng nói trong trẻo ấy mở toang ra thiếu nữ đưa súng lên nghiêm nghị hỏi các người ở đâu tới đây không trả lời ông già thổ hỏi lại cô có quen hai người này không hai người bị thương nằm trên lưng chúng tôi họ là người thổ hay người kinh người kinh tại sao họ bị thương ông già thổ nghi rằng thiếu nữ không quen biết hai thanh niên này và sợ nói thật thì việc đổ bể ra lớn ông vội đáp họ đi săn thiếu nữ tiến lại gần nàng thét lên lùi lại trời ơi anh thành đây mà mừng rỡ ông già hỏi cô quen ông ấy vâng đấy là anh ruột tôi còn người này cô có quen không nhìn quân người thiếu nữ bàng hoàng nàng lẩm bẩm người giải phóng quân hồi sáng đây mà sao hắn lại ở đây ngày ba tiếng giải phóng quân ông già thở dài như chút tất cả lo âu vâng tôi nói thật cho cô biết đây là ông quân hai ông này đều là giải phóng quân việt nam cả họ bị thương trong một trận đánh với người nhật ông gặp họ ở đâu ở trong rừng ông làm ơn đem họ vào ấp hộ tôi vậy nhé vâng nếu chúng tôi ngại thì chúng tôi đâu có khiêng ông ấy từ rừng về đây tôi cảm ơn lắm Thiếu nữ dẫn ba người vào một căn phòng Nàng chỉ một cái giường Các ông đặt họ vào đây hộ tôi Hai thanh niên nhẹ nhàng chút thành vào quân xuống Ông giả thổ hỏi thiếu nữ Cô có cần Tôi sẽ cho gọi thầy mo lại chữa cho ông quân Thôi Cảm ơn ông Tôi dùng thuốc tây Cô có cần gì chúng tôi không Thôi Cảm ơn các ông lắm Chúng tôi về Vâng Ngày mai tôi sẽ lại tạ ơn các ông Các ông ở nhà cụm chủ bàn đi chứ Hai thanh niên cười khảng khái Vâng Cụ chủ bàn là thầy tôi Nhưng cô không phải bận tâm Ơn nghĩa gì Giúp nhau là phận sự Và lại nếu Việt Nam thắng lợi Thì người thổ cũng sướng hơn Các ông hiểu rộng lắm Thôi cứu cô Vâng chào các ông Ba người thổ ra khỏi Thiều nữ quay vào nàng gọi vú già ơi đốt đèn cồn đun hộ tôi ít nước sôi nhé nàng lại ngồi bên giường xem xét hai người bệnh không anh mình không bị thương gì cả có lẽ chỉ mệt quá thôi còn quân bị nặng quá nàng đăm đăm nhìn quân thì ra hồi sáng mình đã gặp một chiến sĩ tên tuổi mà mình không biết may mắn làm sao nàng đưa tay vuốt mớ tóc bếp máu của chàng thanh niên anh dũng Vũ giả đem nước nóng vào Thưa cô Ai như cái nhà ông ban sáng phòng Ừ Ông ấy đấy Còn ai kia nữa Cậu Thành Chết Cậu Thành à Sao nói cậu Thành đi đâu xa lắm cơ mà Thiếu nữ gắt U pha nước cho ấm hộ tôi đi Đừng hỏi lôi thôi lắm nữa Vũ giả lùi thủi pha nước Một lát bưng lại Thiếu nữ bỏ vào đấy một ít thuốc tím Nàng nhúng bông gòn vào nước thuốc rồi rửa cho Quân. Nhìn cánh tay mọng những máu bầm của Quân, thiếu nữ lo ngại. "May làm sao, con rắn này không độc lắm, chứ không thì chết rồi." Nàng ngừng lên gọi vọng ra. "Vú già ơi, cho tôi nhờ tí." Vú già trở ra lễ phép. "Cô dạy gì ạ? À? Ủ đun nước nữa đi nhé, rồi pha cho tôi hai cốc sữa." "Vâng." thiếu nữ mở tủ lấy ra những y dụng Nàng đặt một ống chích vào chỗ sưng trên vai quần Hút lấy một ống máu bầm Rồi cẩn thận Nàng bóp vào một cái lọ nhỏ Để đấy Để phân chất xem Nàng lại hút Lại nặn Một lát sau tay quần đã nhảy nhóm Thôi để nặn dần Bây giờ chích cho cu cậu một mùi thuốc giữ sức Một mùi khử độc nữa là em Sau khi chích cho quần hai mũi thuốc Thiếu nữ nhìn chàng âu yếm Bây giờ sao không cầm súng nạt nộ người ta nữa đi Vú già khệ nề bưng hai cốc sữa vào Mặt có vẻ nghiêm trọng lắm Thiếu nữ nói ngay U để đấy cho tôi Bây giờ tôi nâng đầu cái ông này lên Rồi U lấy mấy cái gối kê vào dùm tôi nhé Để tôi buộc băng cho ông ấy Kê cho quân nằm xong Thiếu nữ lấy từng cuộn băng trắng nuột ra Buộc vào vết thương cho chàng Thành khẽ cửa Thiếu nữ vội chạy lại lay nhẹ đầu chàng Anh Thành Dậy uống tí sữa rồi hãy nghỉ Uống một tí cho lại sức anh nhé Thành từ từ mở mắt Chàng sung sướng khẽ kêu lên Kìa Em Cúc Cúc mừng rỡ Anh đã tỉnh đi ư Anh đã tỉnh hẳn chưa Đây là nhà ta đấy anh ạ à? Anh không nhớ à Ừ thôi anh uống một tí sữa nhé Uống thì khỏe ngay Thành nhồm dậy cười Anh mới hơi mệt một tí Mà em đã nhảy từ địa vị làm em lên làm chị Lên làm mẹ Phải, một người mẹ hiền Em săn sóc anh tỉ mỉ thế Em cho anh là đứa con nít hay sao Ừ, ai mà lại uống một cốc sữa thôi bao giờ Ăn thì ăn tô ăn tượng kia chứ Cúc nũng nỉu Thì anh uống hết đi Còn khối ra đấy chỉ được cái ăn tham Còn ông bạn của anh nữa Chắc ông ấy không ăn tham được nghe nhắc đến bạn thành như sực tỉnh hấp tấp hỏi ừ thế nào anh ấy nặng lắm không em nhìn thấy người bạn trắng những băng thành nắm tay em cảm động anh cảm ơn em cúc nhìn anh không nói thành muốn tỏ một ý gì với em nhưng vẫn ngại ngùng chàng chỉ nói vu vơ đó là một thanh niên tài cán và cương nghị có thừa bạn thân của anh đấy sự nghiệp của anh ấy sau này hẳn phải vĩ đại lắm. Rồi chàng thuật lại cho Cúc nghe từ sáng khi lại đánh thức quân cho đến khi bị thương. Thành kết luận. Anh ấy yêu anh lắm, nên mới ngủ không yên, phải chàng dậy đi theo anh. Có lẽ đêm qua anh ấy không ngủ phải không anh? Ừ, đêm qua anh ấy đánh ở Bắc Sơn, gần 4 giờ mới về. Hèn gì, buổi sáng em thấy anh ấy vừa đi vừa ngủ, rồi Cúc cũng thuật lại cho anh nghe cuộc gặp gỡ buổi sáng. Thành nhìn Cúc. Anh Quân bán giỏi lắm. Em có nghe người ta nói về việc ấy nhiều rồi. Người ta đồn anh ấy học ở Hoàng Phố về phải không? Ừ, trước khi qua tàu, anh học ở trường đại học Hà Nội. Sao em không gặp anh ấy nhỉ? Em chưa gặp anh ấy ở Hà Nội bao giờ. Mà hình như không phải người Hà Nội đâu anh ạ. À. Anh ấy nói tiếng trọ chạy hay lắm. Ừ, anh ấy là người Huế. Thành nhìn cúc nói anh yêu anh ấy lắm cúc ngượng nghịu trước cặp mắt tai quái nàng vội nói lảng qua chuyện khác uổng quá anh nhỉ giá các anh có đủ đạn thì cứ ở lại mà chạy đường bọn luôn có lẽ cướp được khối quân dụng đấy ừ cũng là trời định cả nếu quân chịu dậy ngay đi với anh thì bao nhiêu mà sợ cứ chín chục viên tôm sông của quân cũng đủ thịt cả bọn nó các anh thường đánh những trận tranh lệch thế không Tại sao em lại gọi là trận tranh lệch? Vì một bên chỉ có hai người, mà một bên bao nhiêu người? Thế là tranh lệch à? Em không xét qua những điều kiện khác nữa. Điều kiện gì nữa? Thí dụ như điều kiện vũ khí. Về vũ khí mình hơn chúng xa. Chúng chỉ có súng trường bắn phát một. Mình có tiểu liên thinh. Mình có thể bắn cả đám một lúc. Hay về địa thế, mình cũng lợi hơn chúng nữa. Chúng chạy ngờ ngờ trước mặt mình, trước họng súng mình. Còn mình thì chúng không thấy Còn nhiều điều kiện khác nữa Nhưng phần nhiều về kỹ thuật quân sự Nói ra khó hiểu lắm Bao giờ em sống gần Thành ngần ngại rồi cố nói Bao giờ em sống gần một chiến sĩ can đảm và giỏi em sẽ hiểu Nghe chuyện ở trại của các anh Em thèm quá Dạ em là con trai Em cũng tham gia vào việc quân sự Em mà là lính Thì em phải đùa ghê lắm Con trai sướng thật Thành bóp mạnh tay Cúc Em yêu chiến sĩ lắm sao Vâng em yêu lắm Em yêu chiến sĩ Việt Nam lắm Nhưng gặp ngay cặp mắt soi mói của Thành Cúc thẹn thùng chữa lại Vâng Em yêu chiến sĩ Việt Nam Vì trong hàng ngũ của họ có anh nữa Rồi sợ Thành lại nói vơ vào nữa Cúc đứng dậy nói Em đi dọn cơm anh rơi nhé Ừ Em cho anh ăn qua một tí có lẽ bây giờ nửa đêm đấy em nhỉ Vâng 11 giờ hơn rồi Để em dọn cơm Anh ngồi đợi em một tí nhé Để anh đi tắm một tị cho khỏe khoắn Chứ mình mẩy bụi bậm quá À Anh giao hẹn tắm xong Phải có cơm cho anh ăn ngay đi nhé Vâng Em đã biết tính anh em lắm rồi Thành đứng dậy nhìn em âu yếm Em Cúc thật xứng đáng với một hạnh phúc cao cả nhất Ai phúc lắm mới được em làm vợ anh mong mỏi ở em đấy Cúc bẽn lén Anh nói nhảm lắm Em thẹn Không làm cơm nữa thì anh nhịn đói đấy Tối rồi Không gọi vú già dậy được đâu Thành thấy sung sướng trong lòng Chàng cảm thấy Cúc đã hiểu ý chàng Thôi em dọa thế thì ai dám nói nữa Nhưng đi dọn cơm ngay đi chứ Cúc vào phòng ăn Lòng thấy dạo rực Nghĩ lại lời nói của anh Nàng lại liên tưởng tới quân Tới lời nói của vú già Ông ấy ăn mặc lôi thôi lốc thốc Lại cầm súng Lại vừa đi vừa ngủ Nhất là trông vào mắt ông ấy khiêm khiếp là Nghĩ đến đấy Cúc bật cười Nàng nói một mình Mà thật Người đâu mà y phục kỳ quái Tay cầm súng trông như thần chết Mà có lẽ là thần chết thật Vì nghe anh thành đồn thì bán giỏi lắm Cúc chưa biết nên gọi quân là gì Nàng lưỡng lử Có tiếng thành hỏi Được cơm chưa em Cúc giật mình như ra khỏi giấc mộng, nàng nói vọng ra. Mời anh vào sơi đi, xong cả rồi anh ạ. Thành bước vào, chàng vẫn mặc bộ quần áo cũ. Cúc là lên. Sao anh không thay quần áo ra? Anh định đóng mãi cái bộ phong xương ấy để khỏi quên mùi súng đạn chắc? Không em ạ, ăn xong anh còn phải đi chứ. Mặc quần áo sạch cũng phí đi. Cúc tần ngần. Anh đi nữa à? Đừng đi anh ạ. Thành phá lên cười. Ồ, oh, em Cúc Anh sao lại thường tình nhi nữ thế? Cúc Thẹn nói nhỏ. Nhưng anh nghỉ hết đêm nay rồi đi cũng chưa muộn. Em biết thế nào là muộn hay sớm. Ở trên trại neo người lắm. Một người làm hai ba việc. Nếu anh ở đây thì ở nhà ai dọn. Phận sự nặng nề lắm. Với lại anh còn phải về cho trên ấy biết quân bị thương. Rồi cho người xuống trở về chứ. Chả. Phải thay cái thằng quỷ này giữ việc ngoại giao thì mệt lắm Cúc ngờ ngần Ngoại giao gì hả anh? À Thằng Quân nó vẫn giữ việc trực tiếp giao thiệp với hành dinh đồng minh ở đây Bây giờ nó bị thương Chắc anh phải thay nó Thế anh Quân không về à? Em cho anh gửi lại ít hôm Anh về cho người xuống căng nó lên Chưa cọng nó sợ sóc nó mệt Anh yêu anh Quân lắm nhỉ? Ai mà chẳng phải yêu nó Cả trại coi nó là sinh lực đấy Cúc gắp đồ ăn vào bát anh Kìa Anh ăn đi chứ Ăn nhiều vào Những món này tự tay em nấu đấy Anh ăn đi Bù lại những lúc ăn uống kham khổ Bữa cơm hôm nay Anh có cảm thấy ngon cũng chỉ vì được em săn sóc mà thôi Chứ ăn uống kham khổ Không phải là không ngon Mà đồ ăn sung túc Không phải đó hoàn toàn ngon Cúc vuốt lưng anh cảm động Em hiểu rồi Em hiểu lòng anh rồi Em có định nói thế đâu Thành đưa bát cho Cúc rơi thêm cơm cười bảo em Cúc thử đếm xem Anh ăn mấy bát nhé Xem cái thằng Thành công tử Hà Thành ngày xưa Với thằng Thành chiến sĩ thượng du bây giờ Khác nhau thế nào nhé Mấy chén rồi nhỉ Chín chén rồi Anh ăn bằng cả nhà ăn Ôi cái gì chén Cái thứ chén kiểu này thì ăn bao nhiêu cho đủ Thấy anh vào một miếng đã vội hàn chén cơm cúc đùa Dễ anh vào đầy miệng Thì chỉ một miếng hết một chén Không đến nỗi thế Cứ hai miếng một chén là vừa Thành lại đưa chén sới cơm Cúc cười ngạt nghẽo Hết rồi Thôi anh để em nấu thêm anh ăn nhé Cả nhà cũng chỉ ăn hết có một bơ Mà em thổi một bơ dưới anh ăn cũng hết Chính phủ mà nuôi mười cái miệng như anh cũng nghèo Anh ăn thật no thì mấy chén Anh chẳng biết nhưng cứ sáo gáo thì vừa Ăn bằng gáo hả anh? Ờ, ăn dừa rồi lấy vỏ làm chén ăn cơm Chứ chén sành chịu không nổi, vỡ hoài Cúc quay ra nói Anh đợi chừng nửa giờ nữa thì cơm chín thôi Em đi làm ngay đây Thành gọi giật lại Thôi, anh ăn mấy cái bánh này nữa cũng tạm tạm đủ Em ngồi xuống đây, anh muốn nói với em một chuyện Cúc hồi hộp ngồi xuống ghế, đối diện với anh anh dạy gì hả anh Thành ngần ngại rồi thở dài Anh nhờ em trông nom bạn anh chu đáo hộ anh nhé Cúc đã hiểu cái câu mà Thành không nói ra được Vâng Em vâng lời anh Thành đứng lên Vậy thôi Anh tin cậy ở em nhé Ít ngày sẽ có người về mang bạn anh lên Chàng bước sang buồng bên Nhặt hai cây súng mắc vào vai Cúc hỏi Anh đem đi cả à Ừ để đây cho ai dùng Nói à Ít nhất một tháng mới có thể khỏi Thành cùi xuống hôn vào mắt quân Rồi ghé vào tay bạn thì thầm Đừng chết nhé Mày mà chết thì chúng nó làm thịt tao đấy Nghe không Mày có hiểu rằng Sao mày chúng nó khổ tâm lắm không Tao cũng vậy Mày bệnh tao không còn gượng cười được nữa Thành lại véo nhẹ tai quân Có nghe thấy không mà không trả lời tao hợp bú dù cúc cảm động trước sự thân thiện của hai người bạn trai nàng kéo anh kìa anh anh quân anh ấy có biết gì đâu mà anh hỏi thành quay lại ấy những lúc nó tỉnh nó cũng lì như thế đấy cúc nói khẽ các anh sống với nhau mật thiết quá em thèm cái đời sống ấy quá à nói thì ai cũng nói được nhưng đến chừng đi bộ xương chân lên mới biết là kháng chiến không là một cảnh thơ mộng nó chỉ là sự cố gắng của một dân tộc bị trị mà thôi Thế mà anh chịu được kham khổ đấy Miễn là tinh thần dồi dào Thôi đi cô Cây gót chân đỏ như son ấy Ai nữa bắt đi bộ hàng ngày đường Anh chỉ chế em Không Em đẹp thật Đẹp lắm Nếu phải sông pha sương gió thì thật là một điều đáng tiếc Và lại đã có kẻ làm gấp đôi gấp ba công việc thay em rồi Em chỉ việc đẹp là đủ Chiến sĩ chỉ cần ngó cặp mắt của em cũng đủ quên hết gian lao nếu cái sắc đẹp ấy không cho phép ta xông pha thì có sắc đẹp là một điều đáng sợ chứ không đáng mừng như anh nói đâu thành nâng cằm cúc lên ngó vào mắt nàng bây giờ em còn gượng cãi nhưng khi cửa lòng đã bị một thanh niên tài trí đến gõ em sẽ nhận thấy lời anh là đúng mắt cúc ướt vì cảm động nàng khẽ nói giọng như đọc một bài kinh cái phút ấy anh ơi em sợ lắm nhưng em cảm thấy hình như em khó mà tránh khỏi cái phút ấy đừng sợ anh đã biết trước cái vị hoàng tử sẽ lại với em là một người rất xứng đáng với em đặt một cái hôn lên trán cúc thành bảo nàng thôi anh đi em nhớ lời anh dặn nhé tin ở anh cúc nghẹn ngào vâng anh đi em chúc anh gặp nhiều may mắn nhé thành vừa bước vừa nói đời chiến sĩ có nhiều may mắn cũng không biết dùng vào việc gì nhưng thôi em quay vào đi Đừng vẽ ra đưa tiễn Nó cổ tích làm sao ấy Mưa gió có làm dạn dày mình anh Có làm tình cảm anh trai lại Thì mãi mãi em vẫn là em anh đấy Người em gái yếu đuối Cần được ấp ủ bằng tình cảm Anh đừng cho mưa gió phạm vào cái địa hạt ấy nhé Thành cảm động nhìn em Chẳng đưa tay lên trời như thề nguyền Em tin anh Đó là một địa hạt thiêng liêng mà em là nữ chúa Mưa gió nào dám phạm đến Nhưng thôi Về đi em ạ à cúc thẫn thờ nhìn theo bóng thành mãi đến khi màu áo chàng lẫn với màu đêm dày nàng quay vào quân vẫn thiềm thiếp cúc nhìn cốc sữa trên bàn đá nguội rồi lại nhìn chàng ái ngại nàng buột miệng nói một câu mà chính nàng cũng chẳng hiểu để nói gì đời chiến sĩ cúc vẫn ngồi lặng nhìn quân nàng chỉ ngồi thế nhưng nàng ngồi rất lâu đồng hồ rời rạc đổ ba tiếng cúc bàng hoàng nàng muốn đi nghỉ nhưng lại sợ quân tình dậy bỡ ngỡ. Gión rén Cúc lại gần quân, nhưng nàng lại sợ sệt lùi lại. Cúc thở phào như suýt phạm một tội lỗi. Nàng vẫn ngồi chỗ cũ nhìn quân mê mệt, mặt chàng thỉnh thoảng lại cau lại. Cúc có cảm tưởng như chỗ nàng ngồi là một chỗ chính đáng, nhưng nếu bước tới một bước, nàng đã ra vào một cảm bẫy. Cúc đang miên man nghĩ, thì quân khẽ cựa mình, cánh tay chàng bị rớt thẳng xuống đất. Hấp tấp, Cúc chạy lại nâng cánh tay ấy lên Tay quân vẫn còn bầm đen Nàng ngồi xuống cạnh quân Định đặt tay chàng thế nào cho khéo léo Để quân không đau Nàng mới ngồi xuống Thì cánh tay ấy đã rớt vào lòng nàng Cúc không kháng cự Dù đấy chỉ là một cánh tay đã dại vì nọc sắn Nàng cảm thấy một cảm giác lạ lạ Chạy trong người nàng Cúc vuốt cánh tay ấy Ngực nàng đập mạnh Quân ú ớ Tao lợi mời Cho tao ngủ một chút Tao lại mày Cúc sợ hãi nhấc tay Quân bỏ xuống giường Anh Quân Quân vẫn nằm im thở đều đều Cúc đánh bạo lật mặt chàng về phía mình Anh Quân Quân nhàn nhó Thở một tiếng dài rồi vẫn nằm im Cúc lại gọi nữa Bằng một giọng thấm thía Anh Quân Quân lại mê sảng Chàng nói làm nhảm như khi ở trại Tao đã bảo mày Mày không nghe tao Bắn mắc thì phải thận trọng lắm Bây giờ Quân chỉ nói đến đó Rồi lại vùi mình vào cơn mê Mặt chàng nhăn lại Đột nhiên chàng co rúm Dên nhè nhẹ Bị những cử chỉ ấy thúc giục Cúc không còn tự chủ được nữa Nàng đặt tay lên ngực Quân Anh Quân Kim Cúc đây Tỉnh lại đi anh Anh làm em sợ quá Anh Quân Anh Quân Anh Anh ơi Quân từ từ hé mắt Rồi lại từ từ nhắm lại Cúc lại gọi Anh ơi, anh Quân ơi Quân mở mắt hẳn ra Chàng ngơ ngác nhìn Cúc Mừng rỡ Nàng chạy lại bàn bưng cốc sữa lại Anh dậy uống một chút nhé Rồi chẳng đợi quân trả lời Cúc nâng chàng dậy Kể cốc sữa tận miệng Quân uống một hơi hết Cúc lại từ từ đặt chàng nằm xuống Quân mệt nhọc lại ngủ thiếp đi Cúc vẫn ngồi bên chàng lo lắng Mỗi lần quân giật mình hay nói rằng Nàng lại cảm thấy như chính mình đang đau đớn Quân cựa mình khẽ nói Kim Cúc Kim Cúc Chào ôi Cái tên sao mà êm thế Cái mặt sao mà đẹp thế Nhất là đôi mắt ấy Bảo giờ cho quên được hình ảnh đôi mắt huyền Cúc đê mê ngồi lặng Ngực đập màu Nàng hồi hộp rồi sung sướng Quân vẫn làm nhàm sau khi anh còn là một công tử con quan thượng thư anh lại không gặp em đến ngày hôm nay gặp em làm chi khi mà không có gì để cho em nữa anh còn gì nữa đâu tất cả đều hiến cho giống nòi gặp em làm gì cho lòng thêm khổ vì thắc mắc cúc thổn thức không anh ạ à, em cũng đã yêu anh rồi lòng em cũng đã khổ vì thắc mắc rồi ta yêu nhau là phải anh ạ à. Lẽ nào vì tổ quốc cần Tổ quốc đòi hỏi được phụng sự Mà hai kẻ đáng lẽ thì sung sướng lắm Lại chịu cực khổ sao Quân vẫn vô tình thiêm thiếp Nhưng Cúc thấy như nhẹ nhõm hẳn Khi nói được câu ấy trước mặt Quân Có tiếng gõ cửa Cúc giật mình như vừa tỉnh một cơn mê Nàng đứng dậy mở cửa Ông lão bậc hệ nệ bưng một khai nào chuối Cam, quýt Đủ cả các thứ quả trong mùa Không đợi Cúc hỏi ông lão bộc đã nói ngay cô cho con dâng cậu một chút lòng thành gọi là lấy thảo cúc cảm động anh tôi ý à anh ấy đi từ đêm qua ông không biết à thôi ông đừng buồn làm gì ông lão bộc đặt cái khay xuống bàn ngồi thử ra ông ngồi thế đã lâu cúc định tìm lời an ủi ông bỗng ông bưng mặt nước nở khóc tôi ẵm cậu từ khi còn trong tạ trong lót Tới khi cậu chập chững biết đi Tôi chăm chút, tôi lo lắng Cúc vỗ về ông Thôi ông ạ à, Cái việc phải làm thì chu trì làm sao được Tôi tuổi lắm Cậu ấy bao nhiêu ngày trong rừng trong rú Sống với mọi giờ Ăn uống khổ sở Cho nên đêm qua tôi có dám ngủ đâu Tôi đã giết hai con gà Tôi dáng nấu nướng cho ngon để cậu dùng Thế mà Cúc tìm cách an ủi ông tại ông không nói trước cho anh tôi biết Thì anh ấy đâu có ngờ Ông lão bộc rít lên Trời đất ơi Cứ nghĩ lại khi cậu nằm sóng sửa trên lưng người ta mà tôi nát cả ruột Làm sao lại tự đẩy ải đến thế không biết Tưởng về rồi ở nhà Thế mà lại đi nữa Biệt sống chết lúc nào hả trời Kìa Sao ông lại nói thế Thôi Cậu đã làm khổ hai cụ nhiều rồi Khốn khổ mẹ thương con khóc ráo nước mắt mà con có đói hoài đến mẹ đâu Cúc thở dài Cái việc nó thế thì phải thế Chứ làm thế nào được Anh tôi vốn có hiếu lắm Thì ngày xưa hai cụ xem cậu như hòn ngọc trên tay Nâng như nâng trứng Hứng như hứng hoa Thế mà học đến cao đẳng lại không đi làm quan phủ quan huyện Cho hai cụ vui một chút tuổi già Còn có người đáng được sung sướng bằng vạn anh tôi Mà cũng bỏ nhà ra đi thì ông bảo sao Nói xong Cúc liếc nhanh Quân Như định nói câu ấy cho Quân nghe Không Cộng sản toàn là những người nghèo khổ cả Toàn là những người thất học cả Chưa có ai được như cậu nha Cúc phỉ cười Ông ngây ngô quá Có người con quan thượng thư kia Mà cũng là chiến sĩ cách mệnh thì sao Cúc lại liếc nhanh Quân Nhưng lần này nàng ngượng ngập cúi xuống Vì mắt nàng đụng cặp mắt Quân đương chăm chú ngó Nàng nói một câu để khỏa lớp sự ngượng nghịu Thôi ông dọn lên cho tôi ăn vậy Tôi ăn cũng như cậu Thành ăn chứ có khác gì Ông lão bầu gượng gạo cười Cô ở nhà Cô muốn ăn lúc nào mà trả được Lo là lo cho người đi kia chứ À Mấy giờ hôm nay cô ăn cơm Để con cho dọn Ừ thôi Bao giờ tôi đói tôi sẽ bảo dọn Cả đêm hôm qua cô không ngủ Ừ Phải săn sóc ông bạn của anh tôi cô không dám nhìn quân. Chân tay nàng, cử động của nàng ngượng ngập. Thôi, cô đi nghỉ đi một tí, mặt cô quẩn lên rồi đấy. Cúc luống cuống. Ông đến hay, mới thức một đêm mà mắt đã quẩn là thế nào? Người ta thức đêm này qua đêm khác là thường, chứ tôi thức thế đã nghĩa lý gì? Chẳng biết người ta thế nào, nhưng cô nhớ rằng chưa bao giờ hai cụ cho cô thức qua 9 giờ và dậy sớm hơn 6 giờ không? Để tôi mách hai cụ, ấy tôi can ông ông mà mách thì tôi lại phải ăn cao bá long đến khổ đấy thôi ông xuống đi bao giờ cần tới ông tôi sẽ gọi ông lão bộc ra rồi cúc tần ngần cúi mặt xuống không khí trong phòng trở nên nặng nề quân yếu đuối nhìn lên cúc vẫn ngồi cúi mặt chàng khẽ gọi kim cúc nàng ngừng lên hồi hộp giọng run run dạ nàng từ từ đi lại Quân nói phều phào qua hơi thở. Kìm Cúc. Cúc làm tôi nhớ cảnh gia đình tôi quá. Chí chàng đi ngược lại quá vãng. Mắt chàng tự dưng ươn ướt, ướt. Tôi cũng có một người mẹ yêu và chiều tôi như mẹ Cúc. Tôi có một người em gái. Đẹp như Cúc. Nó thông minh lắm. Bây giờ vì lý tưởng. Vì tổ quốc. Tôi đành để mất hết những tình cảm thiêng liêng ấy. Nhiều khi lòng lạnh. Lạnh quá cúc ngập ngừng anh quân quân nhìn nàng sung sướng cúc quỳ xuống chân giường úp mặt vào tay quân nước nở khóc anh khổ lắm sao quân kéo cúc ngồi lên cạnh mình chàng cầm tay cúc để lên ngực mình cúc ơi tại sao em khóc cúc gục đầu vào ngực quân anh có yêu em không quân vuốt tóc cúc không trả lời chàng cảm thấy những giọt nước mắt của nàng nhỏ xuống có mánh lực biến thể trái tim sắt đá của chàng em ơi lệ em đã làm trôi cả xương gió trên người anh phút này anh đâu có còn là một trung đoàn phó can đảm nữa anh chỉ là thằng quân yếu đuối cúc sung sướng nàng như không còn đủ nghị lực để nhấc đầu ra khỏi ngực quân nhưng quân thẫn thờ bởi vậy anh lo lắm anh sợ khi yêu em rồi anh không còn là một chiến sĩ can đảm nữa chăng cúc ngừng lên không anh ạ à, tùy mới biết anh nhưng em hiểu anh lắm tình cảm và công việc đối với anh như không dính líu gì với nhau cả quân ôm đầu cúc vào ngực mình như không muốn cái làn má êm dịu ấy rời khỏi người chàng trước kia cơ em ạ à, chứ bây giờ em đã dự phần trong đời sống của anh mất rồi em đã có một địa vị quan trọng ở đấy rồi cúc choàng tay ghi chặt lấy quân em ở cái địa vị ấy mãi nhé chúng ta yêu nhau mãi nhé và đàm thám như ngày hôm nay tình yêu anh yêu em yêu nhất đời anh và nguyện chỉ yêu một mình em em không biết nói gì khác hơn là nói đời em là vật sở hữu của anh thế là nhiều lắm rồi thế là đủ lắm rồi anh không ao ước gì hơn thế nữa kìm cúc nữ thần của đời anh cúc nhìn xa rồi rồi thốt nói như tự nói với mình anh mà đổi ý thì em chết đấy Em đã thuộc về anh rồi Tin ở anh Kim Cúc Quân đặt môi trên môi Cúc Họ trao đổi nhau một cái hôn nồng nàn Anh có đau lắm không? Sợ lâu lắm anh mới lành mạnh Anh nhức ở tay lắm Nhức lắm Hình như nọc rắn độc lắm Buông em ra Để em xem vết thương cho anh Cúc đứng dậy Nàng xem vết sưng ở vai quần Vui vẻ nói Không hề gì anh ạ à, Em dáng điều trị cho anh chừng nửa tháng là khỏi Rồi nàng đặt vào vết thương Còn loét máu một cái hôn nồng nàn cánh tay này đây Cành tay sẽ nâng đỡ cả một giang sơn Cành tay đã ghi bao nhiêu chiến công Không biết em tu từ kiếp nào Mà lại được cái diễm phúc săn sóc nó thế này Quần cảm động Ôm ngang lưng nàng vào lòng Tay chẳng mơn trớn cả má êm như nhung của Cúc từ từ bàn tay ấy chạy xuống cổ xuống ngực xuống bụng rồi nó ngừng trên đùi nàng nó mân mê như không đủ sức rút ra quân thấy thị dục quá bồng bột lúc này chàng không còn nhớ tới giao huấn nghiêm khắc cùi xuống tay cúc chàng sẽ hỏi em bằng lòng không cúc đề mề nàng có còn biết gì nữa đâu nghe quân hỏi nàng chỉ sung sướng gật đầu thế là đôi thanh niên lăn lóc say sưa với một cảm giác mới Cúc bạn lén bảo quân Thôi Từ nay em đã hoàn toàn là vợ mình rồi nhé Cúc cuống cuồng Anh ơi Có một bọn nhật kéo đến làng này Quân bình tĩnh Có lẽ chúng đã biết tông tích anh Em không ngại Anh sẽ ra khỏi đây để tránh những điều khó dễ Có thể xảy đến cho em Anh đi ngay cho kịp Em ở lại bình yên và vững tâm nhé Cúc níu lấy quân Không anh đừng đi đâu cả sống chết có nhau anh cứ ở đây em được chết với anh em vui lắm sao em còn có những cảm tình tầm thường thế chúng ta đâu có thể chết một cách vô ích quá như vậy anh còn bao nhiêu phận sự anh phải sống anh phải trốn em theo anh anh đi đâu cho em theo với em là vợ anh rồi cơ mà em kim cúc chưa chắc gì anh đã chết hay đã bị bắt em đi theo anh chỉ làm vướng cảng anh thôi và dù anh có bể nào Em cũng phải sống lại để nuôi hột máu của chúng ta đương thành hình trong bụng em Nhớ tới phận sự làm mẹ Cúc tần ngần Quân hôn nàng rồi nói Thôi em ở lại Trễ rồi Cúc gọi giật lại Khi quân vừa bước được vài bước Anh quân Quân có vẻ bực tức Gì nữa em Anh cầm khẩu súng đi À phải Có mấy viên đạn cả thầy có sáu viên Ít quá Nhưng thôi Tạm đủ Quân nhét súng vào túi bước mau ra cổng Cúc trông theo tưởng chừng như đứa từng khúc ruột Nàng đang ngồi lặng Lòng chết với những kỷ niệm êm ấm trong một tuần lễ qua Cúc thở dài Quân còn đau thế Trời ơi Nàng gục đầu xuống bàn Cúc khóc Linh tính như báo cho nàng biết rằng Ngày hôm nay là ngày cuối cùng nàng sống bên quân Nàng tự trách mình sao lại nghe lời quân mà ở lại Không Ta phải theo chàng Dù chết ta cũng phải theo chàng Không có lẽ gì phải ở đây nữa Chỉ có tình yêu Cúc đứng dậy khoác áo định chạy theo quân Thì ông lão bầu hấp tấp chạy vào Cô ơi Có nhiều người nhật vào đây Họ có sung ông gắn lưỡi lê Ông bảo họ ngồi ở phòng khách đợi tôi Rồi tôi tiếp Ông lão bộc run rẩy bước ra Cúc sửa lại mái tóc lau mặt rồi cũng bước theo ngay. Nàng thấy hai vợ quan Nhật đang nạt nụ ông lão bộc. Cúc lấy vẻ mặt thản nhiên, tươi cười hỏi bằng tiếng Anh. Hai ngày tới đây chắc có điều gì dạy bảo. Một vợ quan dùng tiếng Anh đáp lại. Chúng tôi là vợ quan Nhật. Có người báo cho binh đội Nhật biết rằng nhà cô có chứa một du kích quân. Vâng, quả có thế. Tôi cũng có cho người xuống Lạng Sơn để báo đồn ở dưới ấy. Mà sao vẫn chưa thấy binh đội kéo đến? cô cho chúng tôi làm phận sự. Tiếc quá, họ đã biết từ một giờ trước nên đã ra khỏi đây mất rồi. Cô cho chúng tôi xét. Vâng, ông cứ tự tiện. Một võ quan nhật ra ngoài ra lệnh cho lính vào lục xét trong nhà. Võ quan kia nhìn nàng hỏi: tại sao cô lại chứa họ trong nhà? Vì chúng tôi không cưỡng nổi trước mũi súng ham dọa của chúng. Chúng đông không? Hai người. Chúng có khí giới nhiều không? và chúng lành mạnh cả hai bị thương chúng có liên thinh hai cây và một trong hai tên bị thương cô có biết tên chúng không tôi biết một đứa tên quân cúc muốn nói thế để thử xem bọn nhật đối với quân ra sao viên dị quan trợn mắt quân quân hắn tên quân ồ nếu bắt được hắn thì may lắm sao vậy thưa ông vì hắn là một tên đáng sợ một du kích quân có giá trị ngay lúc ấy một người việt chạy vào hàn hớt hải nói với sĩ quan bằng tiếng nhật viên sĩ quan đứng lên gọi lính rồi họ kéo cả đi cúc sợ hãi định chạy theo nàng mới ra đến cổng thì ông lão bộc đã nắm nàng lại ông van lơn cô cô đừng liều lĩnh như thế cô ở lại đừng đi đâu cả cúc vùng vẫy không ông bỏ tôi ra bỏ tôi ra tôi phải đi theo chồng tôi tôi phải sống chết với chồng tôi không con không muốn cô đi con không cho cô đi như điên cuồng cúc thét lên buông tôi ra tôi có thân tôi lo không cần ai phải lo cho tôi người lão bộc trung thành vẫn không thay đổi thái độ còn biết đấy là chỗ chết cô nói gì con cũng không thể để cô đi rồi ông dìu cúc vào phòng dù nàng dãy dụa gào thét Cúc đành chịu thua Thì ông bỏ tôi ra Việc gì mà phải dìu tôi như chạy con thế Nàng vào buồng nằm vật xuống Ông lão bộc ra khóa trái cửa lại Nhiều tiếng súng nổ vang rồi Cúc nấc lên Anh Quân ơi Ta nát Tiếng súng im Nhưng từ đấy thời khắc nặng như lòng người chinh phủ Cúc băn khoăn Nàng lao quân bị bắt Hay đã bỏ thầy nơi chiến trường những thời khắc mong đợi khác khoải Nhưng sự phải đến vẫn đến Có tiếng cửa phòng bật mở Ông lão bộc bước vào vẻ mặt phờ phạc Thưa cô Có hai người thổ xin nói chuyện gì với cô Cúc choàng dậy Đâu đâu Mời người ta vào đây ngay cho tôi hỏi Dù chưa biết hai người thổ ấy là ai Cúc cũng đoán họ tới về việc quân Một phút sau Ông lão bộc trở lại Đằng sau có hai người thổ Cúc rú lên Hai người hôm nọ Hai người ấy có vẻ mặt buồn bã Họ nhìn Cúc tiểu tụy mà ngại ngùng Không ai muốn nói trước câu chuyện bi ai ấy cả Cúc nức nở Các ông không nói thì tôi cũng đã hiểu rồi Chồng tôi bị bắn chết rồi phải không Chào ôi Anh Quân ơi Sao anh ác thế Buộc em sống chi những ngày dài đầy bổn phận Một người thổ lắc đầu Giọng nói bi ai khuyên cúc Thưa cô, thưa bà Bà đừng buồn Đời chiến sĩ là thế Cúc mếu máu xác chồng tôi bây giờ ở đâu Thưa hai ông Không thưa bà Ông nhà không chết Ông bắn chết sáu tên Nhật thì vừa hết tạn Rồi sao nữa Ông nói mau đi Chúng xông lại uy hiếp và bắt sống ông Chúng giải ông đi rồi Nghe nói quân chưa chết Cúc mừng rỡ Nàng hấp tấp hỏi Thưa ông nhà tôi có bị thương không? Thưa không Ồ nếu thế thì may lắm Vâng Ông quân bị bắt vì hết đạn Chứ còn thì dù chúng đông bao nhiêu cũng là ít Ấy là súng tay Chứ nếu có một cây súng máy Thì phần thắng lợi phải về ông Lúc không thấy ông bắn nữa Bọn nhật xô vào Chúng tôi núp ở gần đấy Tưởng ông thay đạn Có bán ra hai mũi tên giúp ông Nhưng vì chúng tôi bất tài nên tình thế vẫn không thay đổi. Ông có biết chúng giam nhà tôi ở trại nào không? Chúng tôi có nhờ người theo dò hỏi. Ngày mai chúng tôi sẽ lên khu để báo tin cho anh em biết. Ông cũng biết khu ư? Ồ, chúng tôi là người thổ, chứ chúng tôi có là giúp vật đâu mà không biết chiến đấu cho tự do của những người đồng chủng của chúng tôi. Xin hai ông tha lỗi cho, tôi như người mất trí. Bà yên lòng, chúng tôi đâu dám thế, Vô lễ với bà, khác nào chúng tôi vô lễ với ông quân. Cúc cảm động thấy ai nấy đối với quân đều một lòng kính phục. Hai người thổ nhìn nhau rồi nói với Cúc. Xin phép bà cho chúng tôi về. Và chúng tôi mạn phép khuyên bà không nên buồn giàu làm gì. Vì một người tài trí như ông quân thì lao tù chỉ là một nơi tạm nghỉ. Chúng tôi tin rằng chỉ vắng mặt một thời gian ngắn, ông quân sẽ trở lại tung hoàng trên chiến trận. Ông là hồn của chiến đấu ông là bạn của binh sĩ vâng nhưng xin hai ông thư lại cho tôi viết vài hàng chữ gửi cho anh tôi ở trên khu cúc lấy giấy bút ra ngồi vào bàn viết ngay không suy nghĩ anh thành anh ơi em biết nói thế nào bây giờ hở anh tha cho em là hết anh ơi em gái anh quá yếu đuối em đã phạm lỗi em đã yêu quân em yêu quân lắm anh tha cho em không hở người anh đại lượng hai người đưa thư này sẽ nói chuyện với anh về quân em đã có mang với quân em không ân hận gì cả nhưng em sợ những quyết định tàn nhẫn của nền giáo dục xưa mà thầy mẹ chúng ta là đại diện anh ơi tha cho em chưa đủ phải thương em mà tìm cách cứu em đưa em tội lỗi của anh dương kim cúc gián bao thư xong nàng đưa cho hai người thổ và sẵn xin hai ông đưa hộ cho người hôm nọ cùng đi với nhà tôi Đấy là anh ruột tôi, tên Thành Vâng, thôi chúng tôi cứu bà Chúc hai ông may mắn Hai người thổ ra khỏi cổng Cúc chồng theo đến khi họ khuất bóng Nàng liên tưởng đến cuộc đi đêm hôm nào của Thành Thở dài Cúc lầm bầm Cụng cây lôi ấy Nàng chưa chát tự hỏi Sao quân không đi con đường ấy Con đường dẫn đến một nơi âm cung của tình bạn cúc vào nằm úp mà xuống giường thút thít khóc nàng nán bụng rồi nói về cái chứng của tình yêu mà nàng tưởng như đủ cả trì giác con ơi mẹ mong con sẽ là trai con có biết rằng con là máu của một chiến sĩ mà cả một vùng biết tên không con sẽ oai hùng như cha con con sẽ tài giỏi như cha con ngày con ra đời cha con sẽ trở về đây con sẽ có ảnh hưởng của con người khí huyết ấy suy nghĩ kỹ quốc quả quyết đứng dậy mở cửa xuống nhà dưới nàng bảo vú già vú sửa soạn về lạng sơn với tôi thưa cô bao giờ đi đi ngay bây giờ lão bộc đâu vú gọi ra cho tôi vú già lúng túng thưa cô sao vú đang nói lại im tôi bảo vú đi gọi lão bộc vào đây cho tôi cơ mà vú già càng lúng túng vâng thưa cô cúc ngạc nhiên nhìn vú già sao hôm nay vú lại lạ lùng thế đây là lần thứ nhất tôi thấy vú không nghe lời tôi người vú già càng lúng túng hết cải khuy áo lại sửa giải yếm vâng để con đi ngay cúc nghi ngờ gọi lại này vú lão bộc đâu vú già vẻ mặt sợ sệt quả thật lúc lão bộc xuôi con không biết con thề độc cúc hốt hoảng ngắt lời lão bộc xuôi rồi à? Vâng, quả thật con không biết việc ấy, Còn mới biết thì... Không phải thề nữa, nghe tôi hỏi rồi trả lời đây. Vâng, giờ này con vẫn hiền lành ngay thẳng. Vũ có biết lão bộc xuôi để làm gì hay không? Nói cho thật, tôi không làm gì vú mà vú sợ. Vũ nói mau. Có trời đất quỷ thần chứng minh, con nói thật. Vũ nói thật là Vũ không biết phải không? Thôi được, Vú sửa soạn về Lạng Sơn ngay với tôi Người vú giả sợ hãi Thưa cô con biết ạ à? Ủ biết thế nào Con đang ngồi dưới bếp Thưa cô con nói thật thế Có quỷ thần hai vai trứng dám Thì lão bộc ở trên nhà xuống dỗ dành con Lão bộc dỗ dành vú Để làm gì Vâng thưa cô Lão bộc dỗ dành con phản cô Giờ này con vẫn một lòng một dạ với cô Cô cũng biết đấy Biết rồi, không phải nói dài dòng nữa. Vũ kể văn tắt đi. Lão Bộc nói gì với Vũ? Lão Bộc bảo con phản cô. Nhưng Lão Bộc nói thế nào mới được chứ? Phản là phản bằng cách nào? Lão Bộc nói cô... Cô đẹp duyên với cái nhà ông ngủ gật. Nhưng thưa cô, còn có dám nghe lời Lão Bộc đâu à? Thôi, Vũ kể mau đi cho tôi nghe. Không phải dậm lời nữa, tôi hiểu cả. Vâng, con không tin. Thế rồi lão bộc lại nói Cái nhà ông ấy bị bắt còn cũng không tin Lão bộc bảo con rằng Thế nào cô cũng vào rừng vì cái nhà ông ấy bị quan binh nhật họ bỏ tù Lão bộc dặn con phải giữ đừng cho cô đi Đợi lão rồi lạng sơn đón cụ bà lên đây Cúc cảm động chảy nước mắt Nàng thấy thương người lão bộc trung thành Tận tụy với gia đình nàng quá Thầy Cúc khóc Người vú già sợ hãi Thưa cô Tội lỗi ở cả lão bộc Chứ con chả biết gì còn chỉ dại dột nghe lời lão thôi Thế bây giờ tôi lên rừng nhé Bù có ngăn tôi không Còn đâu dám ngăn cô Nhưng đừng đi cô ạ à. Tôi nói đùa đây Nhưng thôi Vú sửa soạn bảo đánh xe cho tôi xuôi Cô xuôi Chứ sao Vú lạ lắm à Thế còn cái nhà ông ấy Nhắc đến quân Cúc buồn bá Nàng nhìn ra dạng cây xa thả mặc tâm hồn lạc lõng nàng đang nghĩ lan man thì chiếc xe ngựa đã lù lù ra khỏi cổng vú giả quay vào định báo cho nàng biết xe đã sẵn cúc giơ tay tào ta dấu im nàng không muốn một tiếng động nào phá vỡ sự yên lặng nhưng cúc cũng từ từ lên nhà nàng trang điểm qua loa rồi vậy vú giả vú lấy bóc quần áo rồi xuôi với tôi luôn không dám hỏi lại nửa tiếng vú giả lũn cũn ôm hành lý ra xe cúc theo ra Nàng bước lên xe như một người mất hồn Xe chạy đường núi sốc nghiêng ngả Nàng vẫn chẳng hay Vú giả như không chịu nổi sự im lặng nặng nề đó Đánh bạo hỏi nàng Cô về rồi có lên đây nữa không? Biết đâu được việc ấy Tôi như người giấy Bây giờ ai bắt sao chịu vậy? Nếu cô về ở hàn dưới ấy Thì ta trở lại chào kỳ mục trong thôn một tiếng Thôi Phải tội phải vạ gì mà quay lại hàng thôi đường Chào với hỏi Về lại lần khác cũng được Rồi tôi cũng còn về đây nữa chứ Đi đâu mà sợ Vú già như một cái máy sẽ đáp Vâng Ta đi được nửa đường chứ nhỉ Nắng quá Có lẽ đã 3-4 giờ rồi đây vú nhỉ Về đến Lạng Sơn tối mất thôi Thưa cô cũng chả tối đâu Cứ mặt trời lặn là tới Tôi mệt quá Vâng Đi đường núi sóc lắm Cô yếu thế thì chịu thế nào được Cúc mỉm cười Thế lượt đi tôi có thấy mệt đâu Lần này tại tôi buồn nó sinh ra thế Nhưng nói thì nói Chứ mai kia tôi lên rừng thì còn mệt hơn nữa Cô lên trên ấy như cậu Thành ấy à Cô lên làm gì Việc cướp của giết người phần đàn ông Cô mỏng như sen phòng làm được gì Vù không được nói bậy thế Vù nói cậu Thành đi ăn cướp à Không Còn đâu dám vô lễ là con nói chuyện mà nghe thế thôi Con định can cô đừng đi lên rừng Mà rừng ở đâu cô nhỉ Tôi mà định đi thì vú can thế nào được Đi lên rừng vui lắm Vú già lại nhắc lại câu hỏi khi nãy Một vẻ hãi hùng Rừng ở đâu cô nhỉ Cúc chỉ về phía bác Ở về phía này này Nhưng ở đâu mà chả có rừng Thế cộng sản họ ở cả đấy hả cô Ừ Họ ở cả đấy Sao quan bình Nhật không tìm đến bắt họ đi nhỉ? Để họ quấy rầy. Cho quan bình người ta chưa thấy đấy thôi. Thấy mà làm gì? Thấy thì họ lên họ bắt. Họ đẩy đi tân thế giới. Đẩy đi cái nước Sài Gòn bắt trồng cao su ấy. Lạy trời cho họ bắt được hết cả. Nhưng lạy trời cho họ đừng bắt được cậu Thành. Cúc bật cười vì câu nói ngô nghê của Vú già. Nàng nhìn Vú thương hại nhưng cũng phải mắng. Vú không được nói nhảm thế những người ấy mà bị bắt thì vô phúc cô nói ai những người cộng sản ấy à ừ họ chứ ai nhưng họ không phải là cộng sản u đừng gọi thế họ là cách mệnh cách mệnh với cộng sản thì có khác gì nhau nhưng kìa xe ai như xe nhà cúc nhìn theo tay vú già nàng đang ngờ ngờ thì vú đã reo lên à phải rồi đúng con ngựa hồng của nhà đấy mà cúc hồi hộp nàng dùng người xả ích bác cho ngựa chạy mau hơn một tí đi rồi nàng hỏi vú già phải không vú nhưng cúc chỉ hỏi thế thôi nàng đã nhận rõ con ngựa hồng cao lớn của nhà thường dùng vú già mắt ngó đăm đăm vào chiếc xe còn xa miệng lẩm bẩm chắc phải đi cô ạ rồi lấy tay che ánh nắng vú già cố nghiêng qua nghiêng lại ngó cho rõ đúng rồi cô ạ Cúc chép miệng Chắc lão bộc đã đón me tôi lên Hai con ngựa đã giáp đầu nhau Cả hai xe đồng thắng lại Cụ án dâu từ khi nghe lão bộc kể lề Những xa xa tưởng Cúc sẽ thay đổi Tiểu tụy lắm Cụ vội nhảy xuống xe chạy lại xe Cúc Thì nàng cũng vừa kịp xuống Chẳng nói chẳng rằng Cụ ôm lấy nàng khóc nức nở Cúc cũng khóc Nàng khóc với những giọt nước mắt thú tội Con ơi Mẹ tha cho con tất cả Giá mà biết tai nạn sẽ xảy đến thế này Mẹ chẳng cho con đi chơi cho xong Lỗi tại mẹ cả Còn gái đương thì mà để thế Rồi cụ sùi sùi buông cúc ra Để nhìn kỹ diện mạo nàng Bằng một giọng thảm thiết Cụ than Còn gầy quá hầu kha cả đi Trời ơi Tại mẹ tất cả Cúc dìu mẹ lên xe Sao mẹ lại nói thế Đó là ý của con Con bằng lòng người ta Cụ án vội đập tay Cúc Chỉ vào những người đầy tớ đi theo cụ Lúc nào cụ cũng nghĩ đến danh giá Gia phong của một quan án Con ngựa hồng đã quay đầu lại Hai chiếc xe nối đuôi nhau trên đường Một giờ sau Hai con ngựa chậm chạp bước vào chiếc cổng gạch của ngôi dinh thự đồ sổ Trước bao cặp mắt thèm thuồng của đàn dân Họ có biết đâu rằng Trong một chiếc xe lộng lẫy có hai linh hồn chẳng sung sướng gì Cụ án và Cúc vào ngay trong phòng Đuổi hết tôi tớ ra Cụ mới lắc đầu nhìn con Còn dại quá Biết được mẹ chiều Cúc nằm trên lòng cụ khóc nước nở Mẹ tha cho con Cụ án cuống cuồng Thôi nín đi Việc gì mà khóc Thấy mẹ quá chiều mình Cúc càng tuổi Nàng nấc lên Con khổ quá Sau bao nhiêu đám đánh tiếng Còn từ chối cả mà bây giờ vì người con yêu mới thật là một người Mới xứng đáng là một người Ai chả là người hở con Như con tránh tổng đập Thằng Lịch đây Nó độ bác sĩ Nó không đuôi quẻ rứt mẻ gì Sao con cũng chê nó À hai mẹ gọi nhà nó bảo nó lo nhé Cúc hốt hoàng Ây chết Thưa mẹ con đã có mang với người này rồi Cụ án tưởng chừng ai lấy nước lạnh dội lên người cụ Trời đất ôi còn có mang với nó Biểu diễu chưa Sao con biết À mà thôi còn nghi ngờ gì nữa Lão Bộc nói nó ăn nằm với con một tuần lễ cơ mà Sao con dại dột thế Bây giờ đây Nó dở mà sở khanh Chơi hoa chỉ tìm nhị cục đau đớn bịt miệng mẹ lại Kìa Sao mẹ lại nói thế Người ta yêu con lắm Người ta bị bắt Chứ có phải người ta bỏ con đâu mà mẹ gọi là sở khanh Thôi nó bỏ bùa mê bỏ ngải cho con rồi Còn cứ một mực binh nó Thưa mẹ không Con yêu người ấy Bởi vì người ấy đáng yêu lắm Cụ án điên đầu vì những lý thuyết Của đứa con gái yêu của cụ Đối với cụ Những lời lẽ ấy sao nó lạ tai quá Sao bây giờ con ăn nói thế Ai lại bạo mồm bạo miệng quá Đàn bà con gái có bao giờ dám nói yêu một người đàn ông Thưa mẹ Nếu mẹ gặp quân Mẹ cũng phải bằng lòng cho con kết hôn với quân Chẳng xứng đáng là chồng con lắm Cụ án la lên Trời ơi Mày nói cái gì mà quái lạ thế này Thôi Nhà đã đến lúc vô phúc rồi Con trai thì đầu trộm đuôi cướp Con gái thì lăng loàn thế này Thôi tao mặc trời Cúc lần đầu tiên bị mắng quá lời Tủi thân ngồi khóc Thương con Cụ án lại đến gần nàng dỗ dành, Thôi con nín đi để mặc mẹ thu xếp Nín đi kìa Kẻo gia nhân đẩy tớ nó nghe thấy Cúc níu áo mẹ Ngước cặp mắt ai oán nhìn lên Mẹ thu xếp thế nào Mẹ ơi Con sống hay con chết cũng ở tay mẹ cả đấy Ừ Còn cứ để mẹ thu xếp Mẹ cho cưới ngay đi Thế là chẳng ai biết đấy là đâu cả Trời ơi Sao mẹ lại thế Đưa con trong bụng con rồi thì làm sao Ai biết đấy là ở đâu con lợi mẹ, mẹ đừng xử thế. Cụ án quay đi, làm mà giận dỗi. Thế mày muốn tao xử thế nào? Thôi bây giờ mày khôn mày khéo hơn cha hơn mẹ rồi. Mày muốn tao xử thế nào? Con lợi mẹ, mẹ đừng giận con. Nhìn nét mặt khắc khoải của Cúc, là người mẹ hiền lại dịu đi ngay. Thì bao giờ mẹ chẳng thương con, chỉ có con không thương mẹ thôi đi chứ. Mẹ khổ xử thế là ổn thỏa. Con lệ mẹ, mẹ thương con. Cụ án ôm đầu Cúc vào ngực, vuốt làn tóc óng mượt của nàng. Bao giờ mẹ chẳng thương con, con yên lòng. Mẹ đừng xử như thế. Cụ án sầm mặt nhưng vẫn cố gượng gạo. Thế con muốn mẹ xử như thế nào? Như thế nào mới vừa lòng con? Chết, sao mẹ lại nói thế? Con đâu dám bất hiếu như thế. Thế con muốn mẹ xử thế nào thì con nói đi. Nếu được thì có bao giờ mẹ tiếc con Vâng Con biết thế lắm Con biết mẹ thương con nhiều lắm Thì con cũng phải thương mẹ nữa chứ Cúc cúi đầu im lặng Cụ án thương con quá Lại nói Ờ, ừ, Con muốn mẹ khu xử thế nào nào Con nói đi Rồi mẹ nói với thầy con Cúc đắn đo Mẹ thương con nhé Có bao giờ mẹ chẳng thương con và anh con đi sống chết ngày nào đâu đã biết còn một mẹ một con mẹ chẳng thương con mẹ còn thương ai nữa mẹ đừng bắt con kết hôn với ai cả mẹ nhé thế còn định ở nhà bêu diếu cha mẹ à con ở nhà để làm gì Con chờ ngày người ấy về đây ngày đó chẳng lâu la gì đâu mẹ ạ à? cô án giận dối thôi mày giỏi lắm mày cãi lời cha mẹ rồi tao xem tao nói thầy mày vào đây rồi mày có lý sự được hay không mày sẽ biết bà án quay ra cúc gọi lên một tiếng oán trách mẹ ơi tiếng gọi của nàng rơi giữa sự lãnh đạm của những đồ đạc sang trọng cúc úp mặt vào gối khóc nhớ đến quân nàng đau đớn kể lể anh ơi anh có biết đâu em sắp gặp bao nhiêu khó khăn bao nhiêu trở lực em đã gặp rồi em sợ dệt quá Biết em có đủ nghị lực để sống đến ngày gặp nhau không? Em sợ lúc cùng quá Em phải đến tự vận cho chọn đạo làm vợ Nhưng còn đứa con của chúng ta đây Rồi làm sao ở anh? Thôi Có bề nào thì anh hiểu lòng em anh nhé Nghĩ đến Thành Nàng lại thầm cầu khẩn Anh Thành ơi Nhận được thư em thì về cứu em nhé Anh có biết em gái anh đang bị cô độc Giữa bao nhiêu khủng khiếp hay không Chắc anh có lạ gì cái gia huấn nghiêm khắc của gia đình về đi anh Về giải thoát cho em ra khỏi những bà tránh tổng Những ông bác sĩ Họ sẽ tới đây Cúc thiếp ngủ quên đi Nàng đang mơ màng thì một bàn tay lay nhẹ vai nàng Từ từ Cúc mở mắt ra Cụ án ngồi trước mặt nàng Cụ nhẹ nhàng bảo Con ăn một tí cháo nhé Con mê sảng quá Nói làm nhảm mãi Mẹ phải đuổi chúng nó ra Không dám để nó hầu hạ con Mẹ ơi con chết mất Khổ quá Con sống làm sao nổi Ai làm khổ con Tự con mua tai chuốc vạ Chứ thầy mẹ bao giờ cho thương con Chốc nữa có hầu chuyện thầy con Thì phải ăn nói cho tử tế Chứ chẳng nhân nhân được như nói với mẹ đâu Mẹ yêu con quá rồi con nhờn Thưa mẹ Bao giờ con chẳng sợ mẹ Mẹ dạy thế chứ Ừ là mẹ nói chuyện thế thôi Chứ con mà không sợ mẹ thì chẳng hóa ra nhà ta đã đến ngày mạt rồi sao vâng con là con me con sợ me thì mẹ thương con cụ án thấy câu chuyện sắp xoay về việc mà cụ không muốn đả động tới vội nói qua chuyện khác dễ từ sáng đến giờ con chưa ăn uống gì đấy nhỉ thưa mẹ vâng nhưng con không thấy đói gì cả không ăn cơm cũng phải ăn húp cháo chứ còn có bảng đá đâu mà nhịn từ sáng đến giờ con không ăn đâu mẹ ạ Đi, đi ăn một tí với mẹ Mẹ cũng chưa ăn gì cả Lo cho con muốn nỗ cả ruột ra Chết, mẹ sơ cơm đi chứ Mẹ cũng không đói Con không ăn thì mẹ nuốt thế nào được Cúc ngồi dậy Vâng, con ăn Vậy mời mẹ đi sơi cơm với con Cúc và cụ án bước ra phòng ăn Người bồi lễ phép hỏi Thưa cụ, thưa cô thời cơm cúc mệt nhọc gật đầu nàng ngồi xuống bàn ăn như một cái xác cụ án cầm bàn tay dài và thon ngon nõn như những búp măng cụ bẻ từng ngón cho kêu cúc vẫn chẳng cử động gì tâm hồn nàng nặng một mối buồn hay mẹ xin phép thầy con cho con về hà nội chơi với chị em bạn một tuần lễ nhé cúc ảm đạm lắc đầu nước mắt nàng giàn rụa cụ án xót xa, xa gọi cúc con Cúc nghẹn ngào Dạ Cụ án vuốt vai bàn tay từ nãy đến giờ vẫn nằm trong tay cụ Nín đi con ạ à. Ấy là mẹ thương con mẹ mới làm thế Con xem từ tấm bé đến ngày nay Có bao giờ mẹ nợ đánh con một roi không Đừng nói gì đánh Mà con mẹ cũng không dám nữa chứ Vâng Con biết mẹ thương con lắm Mẹ thương con một lần nữa Bao giờ mẹ cũng thương con Giả dạ, bây giờ mẹ có thể lên núi hay xuống bể Để con được vui mẹ cũng chẳng ngại Nhưng mẹ không nỡ thấy tấm thân ngả ngọc của con Rơi vào tay một kẻ phàm phu Đó là một chiến sĩ mẹ ạ Thì mẹ còn lạ gì Cũng như anh Thành con đấy Bỏ thầy bỏ mẹ đi lên rừng lên núi Đầu trộm đuôi cướp Con đã thưa mẹ rằng Đấy là một chiến sĩ Anh Thành con cũng là một chiến sĩ Họ tranh đấu cho hạnh phúc của dân tộc Cụ án chép miệng Chiến sĩ là cái nghề ngỗng gì Mẹ thật không hiểu Chẳng qua là a à dua nhau cả Người bồi khẽ nệ bưng lên những bát đồ ăn khói lên nghi ngút Cụ án đưa mắt ra hiệu cho Cúc thôi đừng nói nữa Cụ đẩy về phía nàng một bát rồi nói Yến đây con ạ à, Ăn đi Thứ Yến này quý lắm Người ta đem tự miền bể vào dâng thầy Mẹ bắt bốn đứa nhà từ sáng đến giờ mới được ngần này đấy cúc tần ngần nhìn bát yến nàng đau đớn nghĩ đến quân thầy cúc ngồi thừ cụ án nhìn con thương xót kìa ăn đi con thầy con đã rơi chưa ạ thầy con vào đồn thầy con vào đồn để làm gì đấy mày có biết không ạ cụ án chép miệng thì thầm ấy cũng chỉ vì cái thằng ăn cướp ấy nó giam hỗn lao với con nên thầy con vào hỏi lai lịch nó để gửi giấy cho quan sở tại trị tội gia đình nó nhà người ta cũng có thế lực Qua nào làm gì được sao con lại nói thế cha mẹ nó làm gì thì thầy con cũng cho lính điệu cổ gia trăng nọc đánh cho biết thân cha người ta làm thượng thư trong nội mẹ ạ cụ án cười tội nghiệp sao con dễ tin người thế nó nói thế mà con cũng tin thưa mẹ người ta nói thật đấy con biết lắm thôi con còn dại lắm kìa ăn đi Mẹ đã bảo Vâng, mời mẹ cú hút một thìa Nàng nhăn mặt Cụ án hấp tấp hỏi Mặn quá hở con Thằng bếp này đoảng quá Thưa mẹ không Nhưng miệng con đắng lắm ạ Chết, thôi cô ăn một tí đi con ạ Rồi mẹ cho mời thầy thuốc À, con muốn dùng thuốc ta hay thuốc tây Quốc đã quen với những sự âu yếm ấy của mẹ Nàng thở dài còn có bệnh gì đâu mà phải dùng thuốc Mày cứ yên tâm Cụ án lo lắng giờ chán con Nóng quá đi này Thôi đi nằm đi con ạ Vâng Vô phép mẹ Cụ án gọi vọng xuống bếp Chúng mày ở đâu Liệu thu dọn đi nhé Chết mẹ cũng không ăn à Thôi mẹ không ăn nữa Để mẹ dìu con vào Cúc gượng cười Mẹ làm như con con bé bỏng lắm Tuy nói thế Nhưng chính Cúc cũng thấy cảm động Vì sự săn sóc tỉ mỉ của mẹ Nàng đứng lên định đi vào phòng Nhưng bỗng mặt mày nàng tối sầm lại Mắt hoa hẳn lên Nàng loạn choạng vị lấy thành bàn Cụ án suýt xoa Trời ơi Mẹ đã bảo con không nghe mẹ Lỡ ngã một cái rồi mới làm sao chứ Rồi bà dìu Cúc từ từ vào phòng Cúc xúc động mạnh quá bật lên những tiếng thổn thức tận đáy lòng. Cụ án càng sợ hãi. Kìa, nín đi con, con muốn mẹ buồn hay sao? Cúc càng tuổi gục đầu vào vai mẹ nước nở khóc. Mẹ ơi, con chết mất, con khổ quá. Đừng nói dại, có thầy mẹ đây, bao giờ thầy mẹ lại để cho con phải khổ. Còn dại thì mẹ phải lo đáp điếm cho con, đừng sợ. Cúc vẫn nức nở khóc mẹ ơi chắc con phải tự tử quá cụ án vội bịt miệng cúc lại nói nhảm con không được nói nhảm như thế nữa không con nói thật đây mẹ ạ con nói thật thế nào con tự tử mẹ ạ cụ án bưng mặt khóc thế còn bỏ mẹ à còn chết thì mẹ sống làm sao được nhưng khổ quá con sống làm sao được con lạy mẹ Đừng chết con ơi Đừng nghĩ dại thế Sống ở với mẹ Nhưng con không lấy chồng đâu mẹ nhé Cụ án miếu máu gật đầu lia lịa Ừ Không lấy thì thôi Ở nhà với mẹ Còn sinh nở thì mẹ nuôi Mẹ không sợ tiếng tăm gì nữa Cúc ôm lấy mẹ cảm động Mẹ thương con quá Thế còn có thương mẹ không Cúc nằm vào lòng mẹ không trả lời Cử chỉ nũng nịu ấy làm cụ án càng yêu nàng hơn Cụ vuốt tóc nàng Thường mẹ thì con phải sống với mẹ Con nhé Nhìn Cúc nằm trong lòng cụ Rồi lại nghĩ đến Cúc có thể chết Cụ ghi con vào mình rên gì Không Không tiếng tâm thì thôi Con mẹ là con mẹ Mẹ chiều con Cúc cảm động đặt trên miệng mẹ một cái hôn Tuy không quen cách tỏ tình Âu Tây như thế Cụ án cũng thấy yêu con thêm có tiếng gõ cửa Cụ án quay ra giọng rõng rạc Đứa nào Thưa cụ con đi ạ à. Còn vú đi hẳn Bẩm cụ vâng Mày muốn thưa chuyện gì Bẩm cụ Cụ ông cho mời cụ và cô ra phòng khách Cụ án vội lau mặt cho con Cụ dặn dò cúc Con phải ăn nói cho tử tốn Chứ thầy con nóng lắm đấy Cúc nắm lấy áo mẹ nàng van lơn Mẹ thương con mẹ nhé Ừ Rồi mẹ liệu lời che chở cho Nhưng con phải nhớ giữ gìn lời ăn tiếng nói nhé Thầy con mà giận lên Thì mẹ cũng đến chịu thôi đây Con nhớ nhé Cúc sợ hãi theo mẹ ra phòng khách Cụ án ông ngồi oai nghiêm Trên chiếc ghế trường kỳ Cúc lý nhí chào Lạy thầy ạ Cụ ông lạnh lùng gật đầu chỉ cái trường kỳ đối diện ra hiệu cho hai mẹ con Cụ bà hỏi cụ ông Ông đã hỏi ra tung tích lai lịch của nó chưa? Cụ ông chưa trả lời ngay Tính cụ vẫn vậy Cụ viết xe điếu lửa mắt ra hiệu một tên lính lệ Nhét thuốc vào nó rồi mồi lửa Hít một hơi dài Cụ ông dựa ngửa ra phía sau thở khói mù mịt Đã biết ý trước Anh lính lệ nhồi sẵn thuốc vào nó Viết chiếc xe điếu dài hơn một thước xuống sẵn như người say dần dần tỉnh Cụ án lại níu chiếc xe điếu xuống hút một hơi nữa Trước khi phà khói Cụ vẫy tay ra hiệu cho hai tên lính lệ lui ra Cụ bà truyền với theo Gải theo lại nhé Cụ ông ngồi một hồi lâu vẫn chưa nói gì Quen lệ thường Cụ bà lại nhắc lại câu hỏi Thế nào Ông đã hỏi ra lai lịch thằng cộng sản ấy chưa Cụ ông từ từ ngồi dậy Rồi bà Sao ông không tư giấy cho quan địa phương trị tội cha mẹ nó đi Dân mà dám hỗn láo với con quan Cụ ông lắc đầu Không được bà Gia đình nó là một nhà châm anh thế Việt Cụ bà cướp lời Nó muốn là gì thì là Mình đương tại chức Mình có quyền hành Cụ ông thở dài Bố nó cũng đang tại chức Người ta trấn ở đâu Chắc cũng cái hạng phủ huyện đi chứ gì Mình tư giấy trách mắng nó nó cũng phải xin lỗi mình Không Bố nó không chấn ở hạt nào cả Người ta làm thượng thư trong nội Cụ bà ngạc nhiên Thượng thư Rồi chẳng đợi cụ ông trả lời Cụ bà nói ngay với giọng hoài nghi Có lẽ nào con quan thượng thư lại lêu lỏng thế Cụ ông chép miệng Ấy Thời thế nó biến đổi như trong chóng Cả quan bình nhật nói cho tôi biết Trong bọn cộng sản ấy có nhiều người học thức cao lại có người hoàng thân quốc thích Thằng Thành chắc cũng đi như những người ấy đấy nhỉ ông nhỉ Ờ Cái thằng gì đấy Nó tên là gì các quan binh Nhật mới cho biết Mà mình quên khuấy đi mất Nó tên là gì Cúc nhỉ Cúc lo lắng Thưa thầy người ta tên Quân ạ à? Cụ ông vỗ đùi Ờ thằng Quân Nó là con quan thượng thư tột bực cao sang Lại đỗ cử nhân nữa cơ đấy Thế mà nghe chúng bạn rủ dê Bỏ cha bỏ mẹ sang tàu Học cái trường gì ấy nữa không biết Rồi về làm tướng giặc cộng sản Cụ bà chỉ muốn không còn quân trên trái đất này nữa Hấp tấp hỏi Thế nhà nước Nhật có định khép nó vào tội gì không? Nó bắn từ trước đến nay kể có gần nghìn lính Nhật Đáng lẽ bị bắn ngay từ khi bắt được Nhưng vì quan trên muốn dùng nó để đánh tàu Cho nên còn cho dụ dỗ nó quy thuận nhà nước Thế nó đã quy thuận nhà nước chưa? Ông có biết không? nó nói tiếng ăn lê với quan binh nhật cụ bà ngắt lời nó mà biết tiếng Anh lê cơ à cúc nó nghe xem quân sẽ xử trí thế nào nhưng không dám xen vào câu chuyện giữa cha và mẹ cụ ông thong thả nói đến con cúc còn biết nói nữa là nó nhưng con cúc được học cao đẳng chứ nó học hành gì bà mới thật dở hơi nó đã đậu cử nhân mà nó lại chưa học cao đẳng thế đậu cử nhân là học cao đẳng à con Cúc đã đậu cử nhân chưa? Chưa Con Cúc phải học 2 năm nữa mới đậu cử nhân Hay nhỉ Cúc vội kéo câu chuyện lại việc cũ Thưa thầy Người ấy nói gì với quan binh Nhật ạ? À? Nó nói nó không bao giờ luôn khố người Nhật Cụ bà xen vào Thật dại dột Quan đồn lạng sơn đòi bắn nó Nhưng quan toàn quyền Nhật không cho Sao nó dại quá nhỉ? Ừ, ờ, quan binh có hứa cho nó làm chức gì lớn lắm. Nó cười bảo rằng, cho nó làm vua Nhật nó cũng không màng. Ôi dào, còn nhà bướng bình làm sao? Thế mà quan binh không găng họng nó ra. Thế mới biết, người trên bao giờ cũng khoan hồng. Cụ ông thở dài. Nếu nó chịu tùng phục nhà nước Nhật, thì việc con cúc này cũng được vẹn toàn. Cụ thượng trong nội cũng hài lòng ngay. Như thế cụ sẽ cho người xin con cúc cho nó. Thì thôi mình cũng cho, Chúng nó đã thương yêu nhau mình còn tiếc gì nữa Và như thế cũng đẹp mặt đẹp mày nhà mình nữa Vâng Nếu thế thì còn gì bằng Nhà mình mà thông gia với một cụ thượng Thì thật là vinh hạnh Thật là phúc đức Cụ ông tiếc rẻ Biết làm thế nào Gặp cái thằng nó thế Hay ông thử gian dạy nó xem Mày già nó hiểu được lẽ phải Thì mình cũng được tiếng thơm Dạy rể cũng như dạy con Đến cụ thượng Bố đẻ ra nó nó còn bỏ đi Thì hạng mình nó kể gì Cụ bà ngồi mơ màng rồi vụt nói Giả bây giờ quan binh Nhật Cũng hậu đại thằng Thành nhà mình như thế Thằng Thành ra làm quan Rồi con Cúc là vợ thằng gì ấy Lúc ấy cũng làm quan Lại là dâu của cụ thượng nữa Chào ơi, danh giá quá Cụ ông ngần ngừ rồi nói Các quan binh Nhật có nói với tôi rằng Kìa, sao ông lại im đi quan binh nhật nói với ông làm sao họ nói rằng họ sẽ trọng dụng thằng thành nhà mình nữa thế à ồ phúc đức tổ ấm nhà ta to lắm đấy thế ông định thế nào biệt định thế nào vì đứa con bất hiếu ấy hở bà cụ ông nhìn cúc rồi lựa lời bảo ngày mai con cúc vào đồn mà thăm nó một tí một ngày là nghĩa huống chi con đã có màng với nó cúc cảm động Nàng nghĩ có lẽ cha nàng là đàn ông Đằng nào cũng hiểu tình thế hơn mẹ nàng Giọng Cúc run run Vâng Con xin vâng lời cha Cụ ông vẫn nhẹ nhàng Có đi thì bảo chúng nó Sắp ít cam tàu vào cho nó Vâng Con thay chồng con mà cảm ơn thầy Thầy đã hiểu chồng con là người tài trí Xin thầy cứu vớt chúng con Cảm động quá Cúc ỏa khóc Nàng kể lể Thưa thầy, chắc thầy cũng thấy đi chứ tuy là được thầy mai chiều chuộng nhưng con vốn là đứa có nết bao nhiêu năm từng học ở Hà Nội sống với đủ hạng thanh niên Âu Á mà lòng con có bao giờ bây giờ gặp Quân mới trong một tuần lễ mà con đã hiến thân cho Quân con không phải là một đứa hư vậy ít nhất Quân cũng phải là thế nào con mới dễ dãi với Quân như thế cha hiểu con lắm chứ con là một đứa con hiếu còn có đôi mắt tinh đời lắm Cúc nghẹn ngào Hôm nay con mới biết Là vì tinh tú chiếu mệnh con sáng lắm Phúc con thật dày Gặp mẹ yêu cha rộng lượng Chồng xứng đáng Cúc muốn nói nhiều nữa Nhưng cổ nàng đã nghẹn Cụ ông bảo Cúc Thôi con về phòng nghỉ Để thầy mẹ nói chuyện Cúc đứng dậy lì nhí nói Vâng Thầy mẹ cho con vô phép Cụ bà quay ra nói lớn Có đứa nào đứng đấy Dìu cô về phòng nhé khi quốc gia khỏi Cụ bà đưa mắt nhìn cụ ông đang ngửa người trên trường kỳ Mắt lim dim Vợ chồng ở với nhau từ ngày còn để tròm tới lúc bạc đầu Nên cụ bà đã hiểu những lúc ấy Cụ ông đang suy nghĩ ghê lắm Tuy những điều mà cụ ông cho là rắc rối Là khó xử ấy Chẳng lấy gì làm rắc rối hay khó xử lắm Mỗi lần khuấy óc nhàn hạ ấy Có một việc gì đến ám ảnh Là cụ hay hút thuốc lào vạt lắm Cụ bà giòn rén đứng dậy Nhét thuốc vào nó vít sẵn cái xe điếu cụ bà đứng thế đã lâu cụ ông mới khẽ gật đầu làm hiểu cụ bà vội ấn cái đầu chiếc xe điếu vào tay cụ ông rồi mồi thuốc rít xong điếu thuốc cụ ông cảm thấy khoan khoái cụ à một tiếng dài vừa để thả khói ở miệng ra nữa ngồi dựa ngửa một lát cụ ông lại rít thêm một điếu thuốc mà cụ bà đã sắp sẵn nữa rồi cụ lại ngồi dựa ngửa như thế nữa lâu lắm cụ mới cất giọng khàn khàn và chậm chạp Bà này Cái giọng khàn khàn và chậm chạp ấy Cụ chỉ dùng với vợ con trong những việc thật quan trọng Nên cụ bà mới nghe cái giọng ấy Đã thấy ngay cái nghiêm trang của câu chuyện Cụ bà cứ giọng khè khẽ Cái giọng cụ chỉ dùng để khấn vái Thưa ông truyền Nhưng cụ ông chưa truyền ngay Cụ lại ngồi lặng Chẳng biết có phải cụ ngồi lặng để nghĩ không Nhưng chắc chắn là cụ chưa hề đọc cái câu phương ngôn trước khi nói uốn lưỡi bảy lần của người Âu. Mà dù có uốn lưỡi bảy lần cũng đâu có lâu quá vậy. Cụ ngồi im hàng nửa giờ. Cụ bà biết rằng hai điếu thuốc khi nãy đã hết linh nghiệm, lại giòn rén nhét thuốc vào nó và viết sẵn chiếc xe điếu xuống. Cụ đứng đợi một hiệu lệnh của cụ ông, nhưng lâu lắm cụ ông vẫn không nhúc nhích. Cụ bà đánh bạo nói, mời ông dùng điếu nữa. Cụ ông xua tay, thôi tôi đủ rồi cụ chỉ cày ghế trước mặt bà cụ bảo bà ngồi đấy cho tôi tỏ chuyện cụ bà ròn rắn ngồi xuống thưa ông truyền bà tôi đã nghĩ kỹ ta cứ để cho con cúc lấy nó cụ bà nói lấy lòng chồng vâng ông đã dạy thì phải đúng trăm dần ông còn chăn được huống hồ một đứa con phải bà nói phải mình là phụ mẫu dân đen Nếu ra không tề át quốc bất trị Mình phải xử Muốn cho vợ được vui vẻ đôi chút Cụ nhớ cặp kinh xuống lau thong thả Hỏi vợ Bà mày có ý gì chưa Thưa ông sáng suốt dậy bảo Chứ tôi là đàn bà mà biết gì Bao giờ thì cụ ông cũng hỏi một câu chiều lòng vợ như thế Và bao giờ cụ bà cũng đáp lại một giọng kính cẩn như thế Rồi thì cụ ông mới đẳng hắng Mắc lại cặp kính lên mắt và vào chuyện Tôi thì tôi định cứ để cho hai đứa lấy nhau Vì thằng kia cũng chẳng phải con nhà kém cạnh gì Bà hiểu không? Thưa vâng Ông cứ dậy Nhưng bà phải làm thế nào khuyên bảo con Cúc? Cụ ông lặng im Cụ bà ngồi lại ngay ngắn Mắt ngò xuống đất tờ dấu phục tùng Cụ ông lại nói tiếp Bà phải làm sao gian dạy con Cúc cho nó vào ngục nó khuyên thằng kia Bà có hiểu không? Thưa vâng Ông cứ dậy làm sao cho thằng kia theo về với nhà nước Thì chữ chung mình cũng chọn Mà chữ nghĩa của con mình cũng vẹn Ông dạy rất phải Nhưng bà phải lo nhủ con Chứ chúng nó mà a à tòng nhau Thì cũng khổ lây đến vợ chồng già đấy Quan binh nhật khoan hồng Nhưng nghiêm khắc lắm Vâng tôi xin gian dạy con vào khuôn vào phép Cụ ông lạnh lùng Thôi vậy đủ rồi Bà đi nghỉ Vâng giữ ông nghỉ trước Cụ ông đứng dậy rõng rạc Lệ Như một cái máy Tiếng cụ ông nhấn vào một cái nút Và từ cái nút ấy đẩy ra hai người lính lệ Dạ Đi ra lại trong ngoài nhà cửa đi nghe không Bẩm cụ đã Thì sát lại một lần nữa Vâng Thôi cho lui Cụ ông bước từng bước về phòng Cụ bà đưa cụ ông đến cửa phòng mới nói Xin ông đi nghỉ ờ ừ, bà cũng về nghỉ đi thôi. Khuya lắm rồi. Cụ bà quay gót định về phía phòng Cúc. Cụ ông gọi giật lại. Này bà. Dạ ông truyền. Tối nay mẹ con thủ thỉ với nhau cho xong. Rồi mai con cho nó vào đồn đi nhé. Ông cứ yên lòng. Thôi, giữ ông đi ngủ. Cụ ông mở cửa phòng ra bước vào rồi khép chặt ngay lại. Cụ bà cũng tới mở cửa phòng Cúc bước vào Cúc lúc ấy còn thức Nhưng muốn xem thái độ của mẹ đối với mình thế nào Nên vờ nhắm mắt nằm im Cụ bà vặn nhỏ ngọn đèn Nhẹ nhẹ nằm bên cạnh con Cụ vuốt má Sửa tóc cho nàng rồi chép miệng Cây mặt sáng như gương thế này mà phải long đong Cảm động Cúc từ từ mở mắt ra Nàng đam đam nhìn mẹ rồi ôm lấy cụ Mẹ buồn cho con lắm hở mẹ Thôi lệ mẹ Mẹ ta cho con Mẹ chỉ mong cho con được sung sướng thôi Bao nhiêu việc gì khác đều là phụ thuộc cả Mẹ chỉ cần có con Con sung sướng quá Ngày mai con có vào thăm chồng con không? Để mẹ dặn chúng nó sắm sửa Thưa mẹ có chưa ạ? À? Thế nào con chẳng phải vào thăm chồng con? Mẹ chỉ muốn các con được kết tóc với nhau ngay tức khác Mẹ thương con quá Cúc nắm chặt tay mẹ trong tay Nàng não nùng lắc đầu nhưng biết làm thế nào hở mẹ Con nói gì mẹ không hiểu Con thấy mẹ lo cho con được nên vợ nên chồng Nhưng con biết rằng Việc ấy không thể nào có ngay bây giờ được Cụ án nghi hoặc ngồi nhồm dậy nhìn Cúc Lúc này cụ thành thật chỉ nghĩ đến nàng Làm sao thế hở con Hay nó đã hết thương yêu con rồi Cúc kéo mẹ nằm xuống Nàng nói bằng một giọng buồn bã Không, thưa mẹ con bao giờ cũng tin rằng người ấy yêu con mãi mãi Chồng con Con biết Cụ án ban khoan Nhưng tại sao nó lại không bằng lòng kết tóc với con Thưa mẹ Có bao giờ người ấy không bằng lòng kết tóc với con đâu Việc ấy là sự mơ ước của chúng con Nhưng chồng con chưa thực hành ngay hôn lễ ngày hôm nay được Tại sao vậy hở con Cục sải sửa nói Vì còn thiếu một lá cờ bao giờ chồng con cắm được quốc kỳ trên toàn cõi đất nước này thì chúng con mới sung sướng được cụ án cố vuốt ngực lấy lời nhẹ nhàng gian dạy con thế con không biết rằng chồng con có thể bị xử tử ư cúc thẫn thờ nhìn mẹ vâng chúng con còn vướng có một điều ấy đi thôi cụ án lại ngồi dậy điều ấy có khó gì mà con phải lo nghĩ cho mệt trí? cúc vẫn vô tình nói vâng thưa mẹ cũng đã có nhiều người khuyên con như mẹ ai cũng tin rằng chồng con đủ sức vượt ngục nhưng con lo lắm mẹ ạ con lo là phải vì vượt ngục nào có phải là chuyện dễ dàng gì vâng nguy hiểm lắm mất mạng như không đừng tính chuyện vượt ngục nữa con ạ vì nếu thất bại thì con khổ cả một đời thưa mẹ dạy thế thì phải lắm nhưng chẳng lẽ chết giả trong ngục sao sao lại chết giả trong ngục này con ạ, à, có chồng phải lo cho chồng. Con biết lo thế nào bây giờ hở mẹ? Con tính đã nát óc ra mà vẫn chưa được một cách gì cho hay cả. Mẹ dạy dùm con. Nhưng con có tin rằng mẹ tính việc này chỉ vì yêu con, chỉ vì muốn cho con được sung sướng một đời không? Cúc nhìn mẹ bằng đôi mắt trách móc. Thì có bao giờ con dám hỗn đến không tin mẹ đâu? Cụ án cúi xuống tránh đôi mắt buồn của Cúc. Để khỏi do dự khó nói câu chuyện Mà cụ thấy có lẽ không hợp ý nàng Mẹ thì mẹ định thế này Ngày mai khi con vào thăm nó Con liệu lời khuyên bảo nó cải tà quy chính Đừng chống lại chính phủ nữa Như thế thì vợ chồng mới có thể dung họp lâu dài Cúc tiểu não lắc đầu Không được đâu mẹ ạ Có lẽ nào chỉ vì việc nhà mà quên nợ nước Con không muốn cho chồng con cư xử như thế Cụ án không nói gì mặt cụ dịu xuống, cụ thở dài ra vẻ giận dỗi. Cúc buồn bã nắm vai mẹ lắc nhẹ. Mẹ ơi, mẹ muốn con cư xử như thế ư? Con biết rằng mẹ muốn thế, chỉ vì mẹ thương con, chỉ vì mẹ muốn cho con được sung sướng. Nhưng con làm sao mà làm như thế được? Lương tâm con sẽ dày vò con, con sẽ hối hận như thế. Con định tâm tạo hạnh phúc mà lại lâm vào địa ngục mất rồi mẹ ạ. Và con chắc chắn rằng, dù con có nói mẹ thử nghĩ xem dù con có khuyên văn chồng con vị tất chàng đã nghe lời mà trái lại chẳng khinh con thêm nữa cụ án vẫn chẳng nói gì mắt cụ hơi nhắm lại cụ có vẻ buồn sầu cúc nhìn mẹ tự trách là mình đã quá lời nàng lại nói mẹ ơi con nói thế là để giải bày ý riêng với mẹ đi thôi nhưng con trẻ người non dạ thì ý con chắc gì đã đúng mẹ dạy bảo thêm con chứ Sao mẹ lại giận con Như thế tội nghiệp con Mày không thương con sao Cụ án lắc đầu nước mắt trào ra dàn rụa Cúc cuống cuồng nằm sát lại gần ôm ghì lấy mẹ Mẹ ơi Con còn dạy Còn có lỗi gì mẹ cũng xá cho chứ Mẹ dạy bảo con chứ Sao mẹ lại giận con hả mẹ Mẹ làm thế con tủi lắm Con cũng khóc đấy Cụ án vẫn chẳng nhúc nhích Cụ không nói nhưng nước mắt cụ cứ trào ra Cụ tuổi vì thấy lần thứ nhất Con gái yêu của cụ cãi cụ Cụ không dám nói Vì cụ biết nếu cụ há miệng Thì tiếng đầu tiên mà cụ có thể nói Sẽ là một tiếng khóc Cúc càng sợ hãi Vì chưa bao giờ nàng bị mẹ giận cả Mẹ ơi Mẹ muốn con phải giữ thế nào thì mẹ cứ nói Sao mẹ lại giận con Mẹ làm con sợ quá Bây giờ mẹ mới biết là mẹ bạc phúc Trước kia mẹ vẫn tưởng là nhà ta êm ấm lắm mẹ có ngờ đâu rằng con không coi mẹ ra gì cúc thương mẹ quá và nàng nghĩ nếu không nhận lời mẹ thì không bao giờ có hy vọng gặp quân cả mẹ ơi con lợi mẹ con xin vâng lời mẹ mẹ đừng giận con cụ án bấy giờ mới ỏa khóc cúc sợ hãi nàng loay hoay kìa mẹ con đã xin vâng lời mẹ kia mà sao mẹ còn khóc mẹ không thương con sao không con ạ à. Mẹ khóc vì sung sướng đây Con vâng lời mẹ Mẹ sướng lắm Có bao giờ con dám cãi lời mẹ đâu Thôi mẹ nghỉ Đã khuya rồi Ừ con cũng ngủ đi Mai còn phải vào thăm chồng con chứ Cúc nằm im nhưng nàng không ngủ Óc nàng đang theo một dự tính mông lung Nàng biết rằng trước mặt quân Nàng sẽ không đủ can đảm để tỏ bày ý mẹ Và nàng cũng không muốn quân sẽ xử như thế Quân mà xử thế Thì có lẽ chàng sẽ giết chết lòng yêu kính Đang ngun ngút trong lòng ta Ta đang coi chàng như một vị thần Nếu chàng đầu hàng nhật Có lẽ đối với ta Chàng sẽ thành một hình nộm Ta sợ không đủ can đảm để sống nếu quân hèn Suy nghĩ lan man Cúc ngủ thiếp đi lúc nào không biết Giấc ngủ của nàng mới nặng nề làm sao Đầy những ác mộng Có lúc nàng rủ lên Vì thấy quân bị bắn còn lúc nàng lại rên rỉ khóc thảm thiết bên xác thành. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Một chiến sĩ của tác giả Nguyễn Đạt Thịnh. Mời quý thính giả cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.